Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 311, cướp công. Trương Dương quyết định nghe theo sự tư vấn của mọi người, về đơn vị công tác trước so với thời gian đã định, dùng hành động thực tế phá vỡ những lời đàm tiếu không có lợi cho hắn, chuyển dịch sự chú ý của mọi người. Chiếc xe Jeep của Trương Đại Quan lái vào trong khu viện của thị ủy cũ, ngay lập tức đã làm cho rất nhiều người xung quanh chú ý đến, khu thị ủy cũ có phòng chiêu thương và phòng cải cách xí nghiệp, Trương Dương là phó chủ nhiệm của hai bộ phận này, cũng là người nắm quyền thực tế của hai nơi này. Người đầu tiên Trương Dương gặp phải là chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp Mã Hoa Thành, ông ta đang đứng ở gốc cây đằng xa nói chuyện với con trai mình là Mã Đức Quân. Mã Hoa Thành thấy Trương Dương cười tươi rói nói, tiểu Trương về rồi à? Quan hệ của ông ta và Trương Dương cũng khá tốt, Mã Hoa Thành từ công ty nhà nước chuyển đến phòng cải cách xí nghiệp, cũng chẳng có tư tưởng gì, ông ta biết rằng phòng cải cách xí nghiệp là do công sức của Trương Dương gầy dựng lên, sau khi đến đây đã nói rõ với Trương Dương. Ông ta chỉ đến làm chút nhiệm vụ đảng mà thôi, việc khác thì cứ theo lệ cũ mà làm, cái chức chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp của ông ta chỉ là hàng trưng bày mà thôi, ông ta đến là để chờ nghỉ hưu. Sự khôn khéo của Mã Hoa Thành đã đổi được cảm tình của Trương Dương, vì thế Trương Dương cũng đưa Mã Đức Quân đến phòng chiêu thương như một sự báo đáp. Ơn huệ này, Mã Hoa Thành ghi đậm vào tim. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mã Đức Quân cung kính gọi một câu chủ nhiệm Trương. Mặc dù anh ta chưa đến phòng chiêu thương được bao nhiêu thời gian, nhưng rất khâm phục với những sự việc của Trương Dương. Thật ra vừa rồi Mã Hoa Thành đang mắng anh ta, gần đây mọi người đều đồn ầm việc Trương Dương giả bệnh, vì thế Mã Đức Quân cũng hùa theo nói mấy câu, vừa vặn bị cha nghe thấy, vì thế Mã Hoa Thành đã gọi anh ta ra mắng cho một trận. Mã Hoa Thành nghĩ rằng người khác có thể bàn luận, nhưng con trai của ông ta không thể bàn luận, làm ăn trong cơ chế nhà nước, cần phải biết câu cái miệng hại cái thân. Anh đã không thông minh sáng suốt gì thì đừng có tham dự nhiều vào chuyện người khác, nói ít làm nhiều, đây mới là điều làm anh có thể đứng vững trong cơ chế nhà nước. Mã Hoa Thành rất hiểu con trai mình, tính tính của Mã Đức Hoa rất bộc chộp, gặp phải chuyện gì là không giữ được, tính khí thế này không thể làm gì được lớn ở trong cơ chế. Mã Hoa Thành cũng chẳng kỳ vọng gì con trai mình gặt được mấy thành công trên quan lộ, cứ tìm được một công việc ổn định, nuôi được bản thân là tốt rồi. Mã Đức Quân nhìn thấy Trương Dương sợ toát mồ hôi, hèn chi cha hắn bảo vách tường có tai, nếu như câu vừa rồi đến tai Trương Dương, chắc chắn anh ta chẳng còn ở lại được phòng chiêu thương. Mã Hoa Thành nói, còn không về làm việc đi à? Một câu nói đã nhắc nhở Mã Đức Quân, anh ta chào Trương Dương, rồi quay người đi về văn phòng. Trương Dương mỉm cười rất lịch sự, chủ nhiệm Mã, thời gian này tôi không ở đây, trong nhà không xảy ra việc gì chứ? Mã Hoa Thành cười đáp, phòng cải cách xí nghiệp yên ổn lắm. Ông ta trả lời một cách rất nghệ thuật, không chỉ nói với Trương Dương rằng bên này rất ổn định, hơn nữa còn ngầm thông báo với hắn bên phòng chiêu thương không được bình yên cho lắm. Trương Dương gật đầu. Mã Hoa Thành mặc dù rất hiếu kỳ với việc xảy ra đối với Trương Dương trong thời gian này, nhưng ông ta sẽ không hỏi. Một người cán bộ lão thành đã công tác lâu năm như vậy, chắc chắn không phạm phải lỗi lầm sơ đẳng đó. Mã Hoa Thành nói. Vào phòng làm việc ngồi chơi chút đi, đám thanh niên đó nhắc tên anh suốt ngày đó. Trương Dương nói, để tôi qua bên phòng chiêu thương chào một câu đã. Người Trương Dương muốn gặp nhất lại là Lăng Phong, trong thời gian hắn rời khỏi Giang Thành, đều là do Thường Lăng Phong đảm nhiệm công việc. Hắn tin tưởng năng lực của Thường Lăng Phong và hắn cũng yêu nhau, nhưng điều làm cho Trương Dương thất vọng là, Thường Lăng Phong không ở trong phòng làm việc. Trương Dương gặp phải Trương Duệ Dung ở ngoài hành lang. Trên người Trương Duệ Dung là một mùi hương nước hoa rất đậm, thấy sự xuất hiện của Trương Dương, cô kêu to lên một tiếng, dường như ban ngày gặp ma vậy. Trương Dương trừng mắt với cô ta, cô kêu cái gì vậy? Không quen tôi à, trời sáng thế này mà như gặp ma rồi vậy. Trương Duệ Dung lần này không cãi lại Trương Dương, trên miệng mở một nụ cười, chủ nhiệm Trương, anh khỏi bệnh rồi à. Câu này có hàm nghĩa rất sâu xa, người khác không biết thời gian này Trương Dương làm gì, cô ta biết một chút. Mặc dù tình hình cụ thể cũng không rõ, nhưng là người công tác trong quốc an, cô ta biết rằng Trương Dương đã làm một số việc rầm rộ ở châu Âu, những việc làm của hắn đã trực tiếp dẫn đến sự biến động trong nội bộ cấp cao của quốc an. Giờ đây cô của cô ta Trương Bích Quân đã thăng cao mấy chức. Trương Dương gật đầu, Thường Lăng Phong đâu rồi? Trương Duệ Dung nói, xin nghỉ ốm rồi, nghỉ 3 ngày. Trương Dương chau mày, nghĩ đến cơ thể của Thường Lăng Phong, chẳng lẽ bệnh cũ lại tái phát rồi? Trương Duệ Dung nói, anh ta đã nói rồi, nếu như chủ nhiệm Trương về, thì đến khu Bích Huyền tìm anh ấy. Trương Dương đang muốn nói,
nghe thấy đằng sau mình vang lên tiếng cười của Tiêu Quế Đường, chủ nhiệm Trương, anh về rồi. Trương Dương cười quay người lại, phó chủ nhiệm Tiêu, việc hỉ nào làm ông vui hỉ hả vậy? Tiêu Quế Đường đáp, thấy chủ nhiệm Trương hồi phục sức khỏe, trở lại cương vị công tác, tôi tất nhiên vui rồi. Trương Dương nhìn nụ cười giả tạo của y, trong lòng thầm chửi, mẹ kiếp, ông chỉ muốn tôi bệnh không dậy được thôi, thật là giả tạo. Trương Dương về đến phòng làm việc không lâu đã biết được nguyên do tại sao Tiêu Quế Đường vui vẻ rồi, những hạng mục của lần đoàn chiêu thương đi khảo sát châu Âu lần này đều bị y kéo về bên mình rồi, ngay cả tập đoàn Hải Đức, bình thường do Thường Lăng Phong phục trách. Đàm phán thành công rồi cũng bị Tiêu Quế Đường nhận là thành tích của y, ba tổ mà Tiêu Quế Đường dẫn trong năm nay đã hoàn thành công tác sớm hơn so với chỉ tiêu. Trương Dương tức giận, tên Tiêu Quế Đường chó má này, gan của ngươi cũng to thật đấy, ta mới nghỉ ốm một thời gian vậy mà ngươi đã tranh hết công về mình rồi, trong mắt ngươi còn có ta không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thường Lăng Phong sao thế nhỉ? Với đầu óc của anh ta, sao lại nghe gì biết nấy, để Tiêu Quế Đường lấn lướt. Trương Dương cố gắng nén giận, ngồi ở phòng chiêu thương một chút, rồi gọi điện cho Thường Lăng Phong, điện thoại của Thường Lăng Phong cũng ở vào tình trạng tắt máy. Trương Dương hơi bực mình, tên Thường Lăng Phong này đang làm trò gì vậy chứ? Hắn phải làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, thế là hắn vội lái xe đến tiểu khu Bích Huyền nơi Thường Lăng Phong ở. Đến khu Bích Huyền mới biết, Thường Lăng Phong chẳng ốm gì hết, không những không ốm mà lại còn rất khỏe, mặt mũi hồng hào, thần thái rất tốt. Trương Dương vừa vào cửa đã bắt đầu nói, tôi bảo này Thường Lăng Phong, anh làm gì thế hả? Tôi đi châu Âu, bảo anh giữ vững hậu phương cho tôi, sao anh lại làm thế này chứ? Mấy hạng mục đoàn khảo sát châu Âu ký được lần này đều bị Tiêu Quế Đường cướp hết rồi, ông ta là cái quái gì kia chứ? Từ đầu đến cuối ông ta chẳng làm cái đếch gì, cuối cùng sao công lao lại rơi hết lên đầu ông ta chứ? Thường Lăng Phong cười nói, anh đừng vội, ngồi xuống rồi từ từ nghe tôi nói. Trương Dương bực bội ngồi xuống, Thường Lăng Phong rót cho hắn một cốc trà, mỉm cười, trà Thái Bình Hầu Tuế bạn tôi vừa gửi đến đấy, anh nếm thử xem thế nào. Trương Dương nói, tôi chẳng có tâm tình nào mà nếm với thử. Thường Lăng Phong nói, một lần đổ bệnh mà tính cách anh nóng lên nhiều quá. Trương Dương nói, tôi dưỡng bệnh ở Bắc Kinh, bên Giang Thành lại đồn đại tôi lấy tiền công đi vi vu châu Âu, sung sướng, sa đọa. Tôi đi làm vốn hy vọng rằng ký được mấy hợp đồng. Dùng thành tích gạt bỏ nỗi oan trên người tôi, mà anh lại làm trò này, dâng hết thành tích cho Tiêu Quế Đường. Thường Lăng Phong nói, hèn chi anh giận. Trương Dương nói, nếu là anh thì anh cũng vậy thôi. Thường Lăng Phong nói, trong một tháng anh không ở đây đã xảy ra rất nhiều việc. Chúng tôi không phải không giành quyền lợi, nhưng không có quyền phát ngôn trong công việc, anh đi châu Âu rồi, Tiêu Quế Đường đương nhiên là đòi làm chủ. Trương Dương nghĩ đi nghĩ lại, đúng là như thế thật. Đám người của Thường Lăng Phong đều là người làm thuê thôi, khi mình còn ở đó, có thể đỡ lưng cho họ, nhưng mình lại không ở Giang Thành, thì họ lấy gì đấu đá lại được với đám của bên Tiêu Quế Đường cơ chứ? Trương Dương nói, vậy cũng không thể nhắm mắt nhìn chúng chiếm hết công lao của mình chứ? Thường Lăng Phong nói, ông ta muốn thành tích, thì cứ đưa thành tích cho ông ta. Có câu, tham ăn chết hóc, trình độ nghiệp vụ thực tế của Tiêu Quế Đường không ra đâu vào đâu cả. Trương Dương nói, anh có ý gì vậy? Thường Lăng Phong nói, ông ta ôm vào người càng nhiều, thì càng nhiều vấn đề. Trương Dương hiểu rồi, Thường Lăng Phong thì ra cố ý làm như vậy, chẳng phải Tiêu Quế Đường muốn nhân cơ hội này lấy chút thành tích sao, vậy thì Thường Lăng Phong cứ đưa hết thành tích cho hắn ta, có lúc, trước khi muốn nuốt hết thành tích cũng phải xem dạ dày mình to bằng đâu, mặc dù dạ dày anh to, nhưng anh lại không tiêu hóa được, cố nuốt xuống thì chỉ tự mình gây khó cho mình mà thôi. Thường Lăng Phong cười đáp, hai hợp đồng lớn nhất của tập đoàn Lam Tinh và Hải Đức đều nằm chắc trong tay anh rồi, Tiêu Quế Đường có làm trò gì cũng không được đâu, cuối cùng cũng chỉ xấu mặt mà thôi. Anh ta quay về phòng đọc sách lấy ra một xấp tài liệu, đến bên cạnh Trương Dương, cười đáp, hiệu quả quảng cáo với nước ngoài của lần đi khảo sát châu Âu lần này rất tốt, nhưng nếu phân tích cẩn thận, thì sẽ phát hiện ra không có một thứ gì thuộc về thực tế cả. Thường Lăng Phong chỉ tập tài liệu rồi nói, bên quan trọng thật sự là ở tập đoàn Hải Đức. Việc này thật ra không có quan hệ lớn với lần đi khảo sát châu Âu, những vụ hợp đồng khác đều ký được rất ít tiền, tôi đã điều tra về vốn liếng của mấy công ty này, có một số công ty chẳng có chút thực lực nào, lần này đoàn đại biểu chiêu thương không hiểu gì về châu Âu, nên... Thường Lăng Phong cầm tờ báo trên bàn trà lên, trên tờ báo là tin tức về những thu hoạch lớn lao của lần đi khảo sát châu Âu, Thường Lăng Phong cười gian xảo, trên báo chí toàn thổi phồng nịnh hót thôi, không lâu sau, các lãnh đạo sẽ hiểu.
lần đi khảo sát châu Âu này thật ra chỉ là thăm thị trường thôi, đâu có phải là khảo sát chiêu thương. Nếu nói là dùng tiền công đi chơi còn nghe được, thực chất không hề có thành tích gì. Trương Dương cười đáp, tôi là phó đoàn trưởng của đoàn khảo sát đấy, anh nói thế thì bằng mắng cả tôi. Hắn cầm tập tài liệu của Thường Lăng Phong lên xem, Thường Lăng Phong ở Giang Thành mà lại điều tra được tình hình của đoàn đại biểu kỹ lưỡng như thế này, người này quả có tài. Thường Lăng Phong nói, đoàn khảo sát châu Âu không tính cả anh vào trong đâu, những thành tích đoàn đại biểu giành được lần này chẳng có liên quan gì đến anh cả. Ngay cả trên báo cũng không nhắc tên anh, vì thế đoàn khảo sát chẳng có liên quan gì đến anh hết, dù là soi xét gốc rễ ra, thì cũng là trách nhiệm của phó thị trưởng Nghiêm. Trương Dương nói, anh quả nhiên là một đại tài, nắm vững quân bài trong tay chính là những người như anh. Trong lòng thầm nghĩ, đoàn khảo sát này thiếu mình là chết ngay. Thường Lăng Phong thật thà nói, đừng coi tôi lợi hại như vậy, tôi đã nghe được nhiều tin tình báo từ chỗ Tiểu Trương, nếu không tôi cũng không rõ được tình hình của đoàn khảo sát đến thế đâu. Trương Dương giờ mới biết chuyện gì xảy ra, có sợi dây là Trương Duệ Dung, đương nhiên Thường Lăng Phong sẽ nắm rõ được nội tình của đoàn khảo sát. Thường Lăng Phong lại nói, tôi nghe nói Trương Duệ Dung sắp điều động công tác đến Bắc Kinh rồi. Lòng vòng một hồi, cuối cùng anh ta lại chuyển chủ đề sang Trương Duệ Dung. Trương Dương nhìn anh ta, từ trong ánh mắt của Thường Lăng Phong có vài nét không nỡ rời, Trương Dương gật đầu, không sai, cô ta đã nói với tôi rồi, sau khi việc bên này giao xong hết, cô ấy sẽ từ chức, người phải đi lên, người khác có cơ hội tốt hơn, chúng ta không thể cứ giữ cô ấy lại, anh thấy có đúng không? Thường Lăng Phong không nói gì, cầm cốc trà lên nhấm một ngụm, nhưng không cẩn thận lại bị bỏng. Trương Dương nhìn thấy dáng vẻ cập dập của anh ta, cảm thấy hơi nực cười, Thường Lăng Phong. Lần này tôi không có bản lĩnh giữ cô ấy lại, tự anh đi nói với cô ấy đi. Hắn biết rằng Thường Lăng Phong có cảm tình với Trương Duệ Dung, nhưng không biểu lộ ra, giờ đây Trương Duệ Dung sắp chuyển công tác đến Bắc Kinh, trong lòng anh ta nhất định không bình ổn. Trương Dương lại nghĩ tới thân phận trước kia của Trương Duệ Dung, cô ấy là nhân viên điệp báo quốc an, Thường Lăng Phong không hề biết thân phận thực sự đó, khả năng hai người có thể ở cạnh nhau rất ít. Thường Lăng Phong nói, anh nói đúng lắm. Tôi không thể cản bước đường phát triển của người khác được. Cái Trương Dương quan tâm là thành tích chính trị của hắn, hắn ngồi gần vào Thường Lăng Phong nói, tình hình bên tập đoàn Hải Đức thế nào rồi? Thường Lăng Phong nói, về cơ bản là đã xong rồi, có hai lá bài Lam Tinh và Hải Đức này, thành tích của phòng chiêu thương chúng ta đặt ở ngay trước mắt rồi. Trương Dương nói, khi nào thì anh quay lại công tác? Thường Lăng Phong cười giảo hoạt, không phải vội. Dù sao thì phòng chiêu thương vẫn còn có phó chủ nhiệm Tiêu chống đỡ kia mà, kinh nghiệm của đồng chí Lão Thành chắc chắn rất phong phú, anh cứ để cho ông ta nhận nhiều nhiệm vụ một chút. Đúng rồi, tuần sau chủ tịch tập đoàn Lam Tinh Kim Thượng Nguyên sẽ đến Kim Thành để thị sát tình hình gỡ rồi lắp đặt đường nước ở Giang Thành, để cho phó chủ nhiệm Tiêu đi đón đi. Trương Dương biết ý cười, được, tôi để cho ông ta cơ hội để ông ta thể hiện mình, còn việc có thể nắm lấy cơ hội hay không là ở phía ông ta rồi. Ô... Với tính tình vốn có của Trương Dương, hắn không bao giờ chịu nhìn Tiêu Quế Đường cướp công một cách trắng trợn như vậy, nhưng sau khi nói chuyện xong với Thường Lăng Phong, hắn đã hiểu ý đồ của Thường Lăng Phong. Thường Lăng Phong không phải là không đòi lại, mà anh ta đẩy Tiêu Quế Đường lên thật sao, trèo càng cao thì ngã càng đau, chẳng phải Tiêu Quế Đường ông muốn cướp công hay sao? Thì cứ đưa hết mọi việc cho ông vậy. Trong thể chế nhà nước, nếu không muốn xảy ra vấn đề gì, cách tốt nhất là không làm gì, chỉ cần anh làm việc. Thì không thể tránh khỏi có sai sót, và rồi người cầm đằng chui sẽ bị tóm. Thường Lăng Phong là một người rất có nội hàm, có một vài lời anh ta không hề nói ra, nhưng ý đồ của anh ta rất rõ ràng, lần này phải gột sạch tên tham lam ích kỷ Tiêu Quế Đường này đi mới được. Trương Dương đã học được nhiều điều từ Thường Lăng Phong, có lúc không nhất định phải dùng biện pháp cứng rắn để giải quyết vấn đề, nhượng bộ một cách hợp lý cũng có thể có hiệu quả không ngờ đến, anh muốn câu cá. Thì phải bỏ mồi câu ra nhủ, cho đối thủ một vài sự việc tốt chưa chắc là điều không nên. Huống hồ gần đây Trương Dương không bỏ quá nhiều sức lực để lo việc của phòng chiêu thương, với hắn mà nói việc quan trọng nhất bây giờ là cuộc phẫu thuật của Tần Hoan. Phu Tử Lương đã đưa ra một phương án phẫu thuật hiệu quả nhất, về kỹ thuật và trình độ phẫu thuật không có vấn đề gì, giờ điều quan trọng nhất là, Trương Dương có thể làm giống như lời ông ta nói hay không, giảm bớt tốc độ tuần hoàn của máu Tần Hoan, làm cho Tần Hoan rơi vào trạng thái, ngủ đông. Mặc dù đã từng biết đến trình độ như thần của Trương Dương, nhưng Vu Tử Lương vẫn không dám ôm hy vọng quá lớn, dù cuộc phẫu thuật có thành công đi nữa, nhưng hồi phục sau phẫu thuật, những di chứng do cuộc phẫu thuật để lại, một loạt những vấn đề này sẽ nối tiếp nhau xuất hiện, ông ta không thể đoán được kết quả cuối cùng là gì,
điều ông ta nghĩ bây giờ là đưa Tần Hoan ra khỏi phòng phẫu thuật một cách an toàn. Ngày làm phẫu thuật cho Tần Hoan cuối cùng cũng đến, Phu Tử Lương là bác sĩ mổ chính, ông mời Tạ Ủng Quân đến làm trợ thủ số 1 cho ông ta, còn trợ thủ thứ 2 là vợ ông Chu Tú Lệ, bác sĩ gây mê cũng là người làm việc bên cạnh ông nhiều năm, có thể nói rằng kíp mổ này gồm những bác sĩ ưu tú nhất của Giang Thành, thậm chí cả nước. Trương Dương đã nói chuyện một hồi với bác sĩ gây mê, trong mắt bác sĩ gây mê và y tá, Trương Dương là một người không liên quan, họ thật sự không hiểu tại sao Vô Tử Lương lại mời Trương Dương đến đây. Chẳng lẽ phó chủ nhiệm phòng chiêu thương Giang Thành lại có hứng thú với phẫu thuật não ư? Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tiến trình phẫu thuật, sau khi Tần Hoan được gây mê, hắn lấy ra hộp kim, rút ra 7 cây kim, cắm lên các vị trí trên người Tần Hoan. Mặc dù bác sĩ gây mê đã có chuẩn bị tâm lý về chuyện này, nhưng lúc đó vẫn không thể ngừng hiếu kỳ, ngơ ngác nhìn những động tác của Trương Dương. Trong lòng ông ta, thầy thuốc đông y phải tránh xa phòng phẫu thuật mới đúng, trong lĩnh vực này, đông y không thể có tác dụng gì. Trương Dương thấp giọng nói, đừng nhìn tôi, chú ý giám sát tình hình. Bác sĩ gây mê lúc này mới rời ánh mắt lên màn hình, điều làm ông ta ngạc nhiên xảy ra rồi, nhịp tim của bệnh nhân đang từ từ giảm xuống, từ 90, 80. 70, đến tận 50, cùng với đó, huyết áp cũng sụt dần. Trương Dương bình tĩnh đáp, không sao. Phu Tử Lương và Tạ Ủng Quân nhìn nhau, họ đều cảm thấy sự căng thẳng từ tận đáy lòng, họ đều là những bác sĩ ngoại khoa có nhiều năm kinh nghiệm, có thể nói rằng trong lịch sử chữa bệnh của họ, chưa từng đối mặt với tình huống thế này. Trương Dương, người mà thậm chí chưa từng nhận được giấy chứng nhận hành nghề y, đường hoàng bước vào phòng mổ, tham gia vào kíp mổ của họ. Hơn nữa còn trở thành điểm mấu chốt quyết định sự thành bại của ca mổ ngày hôm nay. Điện tâm đồ trên màn hình cuối cùng đã thành một đường thẳng đứng, trên trán bác sĩ gây mê đã chảy đầy mồ hôi. Ông ta kinh sợ nhìn Vu Tử Lương. Vu Tử Lương và Tạ Ủng Quân đều quay sang nhìn Trương Dương, giờ đây điều có thể mang đến sự trấn tĩnh cho họ chỉ có thể là thần thái kiên định của Trương Dương. Tiếng của bác sĩ gây mê run rẩy, tim ngừng đập rồi, câu nói của ông ấy còn chưa kịp buông hết, trên màn hình đã hiện lên đường tim đập. Trương Dương bình tĩnh đáp, có thể bắt đầu mổ rồi. Phu Tử Lương cắn mạnh vào môi, nhắm hai mắt rồi lại mở ra, trong chớp mắt ông đã quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, dưới ánh sáng đèn, óc ông đã rơi vào một màn trắng xóa, Phu Tử Lương nói, bắt đầu. Tần Manh Manh ngồi ngoài phòng phẫu thuật, nét mặt cô ta tím tái, môi mím chặt lại với nhau, 10 ngón tay gầy guộc đan lại, Từ Lập Hoa thấy dáng vẻ của Tần Manh Manh, chợt cảm thấy đáng thương, nắm chặt tay Tần Manh Manh, nhẹ nhàng nói, Manh Manh, đừng lo. Tần Manh Manh gật đầu, nhưng ngay lập tức vành mắt cô chợt đỏ, giọng cô run run, Tiểu Hoan. Tiểu Hoan vẫn chưa biết tôi là mẹ của nó. Từ Lập Hoa dịu dàng khuyên, đừng lo, Tiểu Hoan sẽ bình yên vô sự thôi, cô nhất định sẽ nói được với nó. Hồ Nhân Như đưa cho Tần Manh Manh một chai nước, Manh Manh, đừng lo, uống ngụm nước đi. Tần Manh Manh cầm lấy chai nước, lúc này cô ta mới nhận thức được rằng, nếu như không có Từ Lập Hoa và Hồ Nhân Như bên cạnh, có lẽ lúc này cô ta đã phát điên, con người ta những lúc như thế này là cần sự quan tâm nhất. Vào thời khắc Tần Hoan vào phòng mổ, Tần Manh Manh đã bắt đầu hối hận, tại sao mình không nói cho con mình sự thật, tại sao trước khi nó vào phòng mổ, không nói cho nó biết mình chính là mẹ ruột của nó. Nếu như Tần Hoan không thể vượt qua được cuộc phẫu thuật này, chẳng phải mình mãi mãi không còn cơ hội nói với nó sự thật nữa sao? Nghĩ đến đây, nước mắt Tần Manh Manh rơi lã chã. Hồ Nhân Như thấy rằng Tần Manh Manh bất an, cô rất tin tưởng ở Trương Dương, cô tin rằng, chỉ cần những việc có Trương Dương làm, nhất định sẽ thành công. Hồ Nhân Như an ủi cô, Manh Manh, cô yên tâm, Trương Dương đã đồng ý giúp cô, anh ấy nhất định sẽ bảo đảm cho Tần Hoan bình an vô sự. Từ Lập Hoa không biết về y thuật của con trai, bà phụ họa, tiến sĩ Vu là bác sĩ khoa não tốt nhất trong nước, viện trưởng Tả cũng là một bác sĩ nổi như cồn, có hai người họ hợp tác, việc gì cũng chữa được. Cuộc phẫu thuật đã tiến hành đến mức độ căng thẳng nhất, Phu Tử Lương tách khối u ra, buộc những tổ chức ở xung quanh lại, cố gắng không tạo thành sự tổn hại quá lớn. Mặc dù Tần Hoan đã rơi vào trạng thái chết giả, nhưng Phu Tử Lương vẫn cảm thấy được sức sống mãnh liệt của cậu bé. Ông ta không biết Trương Dương làm thế nào, nhưng tốc độ chảy của máu Tần Hoan giảm xuống đến độ không thể ngờ được, điều này làm cho sự mạo hiểm của cuộc phẫu thuật giảm xuống mức thấp nhất. Tả Viên Triều nhìn đao pháp thành thục của Phu Tử Lương, trong lòng đầy sự tôn kính và nể phục, làm nghề y đúng thật phải có năng khiếu, Phu Tử Lương đúng là bác sĩ ngoại khoa có năng khiếu nhất mà anh ta từng thấy, những ngón tay dài của ông ta khéo léo sử dụng chiếc dao mổ, mỗi lần hạ xuống đều vô cùng hoàn mỹ,
lực và khóc đều vừa vặn, nhiệm vụ của Tả Viên Triều là giúp ngừng máu và bôi lên một lớp dịch màu xanh ở những chỗ lộ ra sau khi tách, đây là bài thuốc do Trương Dương cung cấp, còn về thành phần của nó, người khác cũng không rõ. Tả Viên Triều lúc này mới phát hiện ra sự ngông cuồng của chính mình, với địa vị của ông ta và Vu Tử Lương trong giới y học, mà lại vì một câu nói của sinh viên tốt nghiệp từ trường vệ giáo là Trương Dương, không ngại mạo hiểm, cuộc phẫu thuật của họ không còn gì để trách, nhưng tất cả những điều Trương Dương làm thì sao? Cơ bản không có một chút giải thích khoa học nào hết, nhưng Tả Viên Triều đã từng tận mắt chứng kiến kỳ tích Trương Dương cứu người, lòng tin của ông ta với người thanh niên này đã hơi mê muội, ông ta tin rằng Trương Dương có thể tạo ra thành tích. Vu Tử Lương cu oi cũng đã cắt bỏ phần khối u, động mạch ở dưới khối u đã bắt đầu trở nên dị hình, hình thành rất nhiều phân nhánh, sau đó hội tụ lại ở một động mạch khác. Vu Tử Lương cắt bỏ phần động mạch phụ, sau đó đeo kính hiển vi phẫu thuật vào, nối hai đoạn động mạch chủ lại với nhau. Trương Dương để ý đến từng động tác của Vu Tử Lương, có thể nối một cách hoàn mỹ động mạch chỉ có đường kính 2mm, không có chút sai sót nào, kỹ thuật của ông đứng đầu cả nước. Vu Tử Lương kết thúc mũi kim cuối cùng, sau khi đồng nhất các huyết quản, thầm thở ra một hơi, lúc này ông ta mới nhìn sang Trương Dương, nếu không phải là vì Trương Dương đã đưa Tần Hoan vào trạng thái ngủ đông, thì ông ta không thể nối huyết quản như ý muốn. Ô, thời gian trôi qua từng giây phút một, ngoài phòng phẫu thuật, Tần Manh Manh đã không còn chịu nổi áp lực đó nữa, cơ thể cô võng xuống, gương mặt giấu trong hai tay, nếu có thể, cô nguyện thay con trai chịu đựng sự đau khổ này, Tần Manh Manh thầm cầu nguyện, nếu như con trai cô bình yên vô sự, thì cô nguyện trút bỏ tất cả hận thù trong lòng. Từ Lập Hoa và Hồ Nhân Như cũng bắt đầu căng thẳng, đã 3 tiếng đồng hồ trôi đi rồi, cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, lòng tin đối với việc này ngày càng mất dần đi. Họ lo lắng nhìn Tần Manh Manh, mặc dù không nhìn thấy gương mặt của cô ta, nhưng họ có thể biết rằng, lúc này nhất định Tần Manh Manh đang rơi lệ. Đèn trong phòng phẫu thuật cuối cùng đã tắt, Hồ Nhân Như đứng dậy đầu tiên, không lâu sau, cô ta nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Trương Dương. Mặc dù mệt mỏi, nhưng lại rất vui. Từ Lập Hoa nói, con trai, Tiểu Hoan thế nào rồi? Trương Dương mỉm cười, con nghĩ cậu bé sẽ khỏe nhanh thôi. Ánh mắt của hắn nhìn lên người Tần Manh Manh, phát hiện thấy Tần Manh Manh vẫn giữ tư thế lúc nãy. Trương Dương chậm chậm bước về phía cô ta, đến trước mặt Tần Manh Manh, nhẹ nhàng nói, này, Tiểu Hoan không sao rồi. Tần Manh Manh không có phản ứng gì. Trương Dương nói to hơn một chút, Tiểu Hoan không sao rồi. Cuộc phẫu thuật rất thành công. Tần Manh Manh ngẩng đầu, trên gương mặt gầy guộc của cô đầy nước mắt, cô muốn đứng dậy, nhưng hai đầu gối dường như mềm nhũn ra, làm người cô ngã xuống đất. Trương Dương nhanh tay ôm lấy người Tần Manh Manh, phát hiện ra tay chân cô đều lạnh cóng, thân hình cô không ngừng run rẩy. Một hồi lâu sau, mới nghe thấy tiếng khóc của Tần Manh Manh, cảm ơn, cảm ơn. Tần Hoan được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, chuyển vào phòng hậu phẫu, để tránh nhiễm trùng và tái phát, ngay cả Tần Manh Manh cũng không được vào. Cách ngoài lớp kính, nhìn gương mặt xanh xao của Tiểu Hoan, Tần Manh Manh không ngừng khóc, Hồ Nhân Như nắm lấy tay cô, nhắc cô đến xem những chỉ số trên bảng theo dõi, hô hấp, nhịp tim, huyết áp đều bình thường cả. Sau khi làm kiểm tra toàn diện cho Tần Hoan, Vu Tử Lương rời khỏi phòng giám hộ bệnh nặng, Trương Dương đang chờ ở ngoài lên tiếng, tiến sĩ Vu, tình trạng của Tiểu Hoan thế nào rồi? Vu Tử Lương cười đáp, cuộc phẫu thuật rất thành công, theo tình hình trước mắt. Cậu bé 48 giờ nữa sẽ tỉnh, còn về tình hình hồi phục, giờ tôi còn chưa nói được gì, có điều chúng ta đã tránh được tất cả tổn thương ở mức có thể, tổn thương đối với não bộ Tiểu Hoan rất ít, nếu như hồi phục tốt, thì sẽ không để lại di chứng gì. Tần Manh Manh mắt ngấn nước đến trước mặt Vu Tử Lương, tiến sĩ Vu, Tiểu Hoan thật sự không sao chứ? Vu Tử Lương cười ha ha, cuộc phẫu thuật rất hoàn mỹ, đây là cuộc phẫu thuật thần kỳ nhất tôi thực hiện từ trước đến giờ, là cuộc phẫu thuật tôi không bao giờ ngờ đến. Người khác đương nhiên không thể hiểu được hàm nghĩa thật sự của câu nói này của Vu Tử Lương, nhưng Tạ Ủng Quân biết, Trương Dương cũng biết. Sau khi ba người họ đến phòng làm việc của Vu Tử Lương, câu đầu tiên của Vu Tử Lương là, Trương Dương, anh đã làm thế nào vậy? Đến lúc này, Trương Đại Quan lại giả ngây giả ngô, làm thế nào? Việc này hình như chẳng có mấy quan hệ với tôi thì phải, từ gây mê đến mổ chính đều không liên quan đến tôi mà, tôi chỉ là người đứng xem thôi. Tạ Ủng Quân rất kích động nắm lấy tay Trương Dương nói, Trương Dương, nếu như cậu có thể công khai cách châm cứu ngủ đông này, sẽ làm cho y học tiến được bước tiến lớn. Trương Dương cười khổ hạnh nói, thôi đi viện trưởng Vu, ông tha cho tôi cũng chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi, thủ thuật này lúc được lúc không, bệnh tình của Tiểu Hoan quá nghiêm trọng,
tôi bị ép mới làm trò này, còn với người khác, thôi đi vậy, viện trưởng Tả, có phải ông muốn tôi lấy bệnh nhân của ông làm chuột bạch không? Tả Ủng Quân và Vô Tử Lương nhìn nhau, chỉ có thể cười đau khổ, thái độ của Trương Dương rất rõ ràng, người ta không muốn tuyên truyền việc này ra ngoài. Vô Tử Lương nói, Trương Dương, tôi biết anh không muốn quá nhiều người biết, nếu như kỹ thuật này của anh không được tuyên truyền, thì thật sự là một tổn thất lớn cho y học. Trương Dương nói, nếu như hai người có hứng thú, thì tôi có thể viết lại kỹ thuật này cho hai người, có điều dù mọi người có hiểu được hết rồi cũng không có ích gì. Điều của Trương Đại Quan nói quả thật không sai, muốn dùng châm cứu làm cho người bệnh rơi vào trạng thái ngủ đông, không chỉ phải nắm vững vị trí huyệt đạo, mà còn phải có nội công thâm hậu, với tuổi tác của Tả Ủng Quân và Vô Tử Lương, tu luyện đã quá muộn. Vô Tử Lương thở dài nói, thôi vậy, anh đã có chỗ khó, thì chúng tôi cũng không nài ép nữa. Chỉ cần Tần Hoan bình an vô sự là được rồi. Chương 312, người đàn ông si tình. Sau khi xác nhận Tần Hoan đã vượt qua cuộc phẫu thuật bình an vô sự, việc đầu tiên Trương Dương làm là gọi điện cho Sở Yên Nhiên, nói với cô tin tốt lành này. Sở Yên Nhiên nghe được tin cuộc phẫu thuật cho Tần Hoan đã thành công, cũng vô cùng vui mừng, chỉ nói rằng đợi làm xong việc bên Mỹ, sẽ mau chóng về Giang Thành thăm cậu bé. Nói chuyện với Sở Yên Nhiên không lâu sau, Trương Dương nhận được cuộc điện thoại của mẹ nuôi La Tuệ Ninh, sau khi La Tuệ Ninh hỏi thăm một cách đơn giản tình hình của Tần Hoan, nói với Trương Dương rằng, nếu như bà không đoán nhầm, thì con trai bà lần này sẽ đi tìm Tần Manh Manh, hy vọng rằng Trương Dương giúp đỡ khuyên bảo anh ta quay về. Mặc dù Trương Dương đã nhận lời ngoài miệng, nhưng trong lòng cảm thấy việc này rất khó làm được, việc tình cảm giữa Văn Hạo Nam và Tần Manh Manh hắn không thể thò tay vào, có điều Văn Hạo Nam đã đến Giang Thành, thì nhất định phải gặp mặt hắn ta. Ngoài quan hệ với hắn và bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã, Văn Hạo Nam không còn mối quan hệ nào khác. Khi Trương Dương đang băn khoăn không biết có nên nói chuyện này với Tần Manh Manh không, thì thấy Kiều Mộng Yên và Thời Duy đi ra từ bến đỗ xe. Trương Dương nhận ra rằng nhất định họ đến thăm bệnh nhân, vì trên tay họ có một bó hoa. Vì trước đó Kiều Mộng Nhiên đã nhắc đến sự việc của Tần Manh Manh, Trương Dương đoán rằng họ chắc chắn đến vì chuyện Tần Hoan, Trương Dương vốn muốn tránh đi, nhưng bị ánh mắt của Thời Duy bắt gặp. Cao giọng gọi, Trương Dương. Trương Dương biết không trốn được nữa, lúc này mới ló đầu ra đón, cười đáp, ngọn gió nào đưa hai cô đến bệnh viện thế này? Đi thăm bệnh hay là đi khám bệnh? Kiều Mộng Yên bất mãn nhìn hắn ta, tiểu tử này rõ ràng là biết rõ mà còn giả vờ. Trương Dương nhìn Kiều Mộng Yên đầy ẩn ý, muốn phụ nữ giữ bí mật thật là khó, lúc đầu hắn đã nói rất rõ với Kiều Mộng Yên, trước mắt Tần Manh Manh không muốn thế giới bên ngoài làm phiền cô ấy. Nhưng cuối cùng Kiều Mộng Yên lại nói chuyện này với Thời Duy, hai chị em lại còn dò ra địa chỉ bệnh viện Tần Hoan nằm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với địa vị của họ ở Giang Thành này, ở đâu cũng có người quen, muốn dò hỏi ra chuyện này không phải là chuyện khó khăn gì. Kiều Mộng Yên qua ánh mắt của Trương Dương đã đoán ra hắn nghĩ gì, cô cũng chẳng buồn giải thích. Thời Duy thấy Trương Dương không trả lời, lo lắng hỏi, anh nói nhanh đi chứ, Tần Manh Manh có phải ở đây không? Trương Dương lạnh lùng đáp. Cô có phải câm đâu, không biết tự đi hỏi à? Thời Duy tức giận, thái độ của anh kiểu gì thế? Tôi và chị Manh Manh là bạn tốt nhiều năm nay, tôi đến thăm cô ấy có gì không đúng chứ? Trương Dương nói, cô nổi cáu gì với tôi? Cô và Tần Manh Manh là bạn cũng được, là thù cũng mặc xác các cô, liên quan quái gì đến tôi? Thời Duy đang bực không chịu được thái độ của hắn, xông ra cãi nhau. Kiều Mộng Yên liền nói, không biết hôm nay chủ nhiệm Trương ăn nhầm phải cái gì rồi? Đừng có để ý đến anh ta. Trương Dương nói, tôi thật sự rất chán đó, sao đàn bà các cô lại hiếu kỳ đến vậy nhỉ? Có thời gian sức lực thì đi làm việc đi có phải hơn không? Kiều Mộng Yên cũng bực mình, Trương Dương, anh có ý gì vậy? Bạn tôi xảy ra việc, chúng tôi tỏ chút quan tâm có gì không đúng? Nếu là bạn thì phải quan tâm đến người ta nghĩ thế nào? Trương Dương vất lại một câu, rồi lên chiếc xe Jeep của hắn ta. Thời Duy tức đến độ nhặt một hòn đá dưới chân ném về phía hắn, đập vào đuôi xe Trương Dương. Ô! Sau khi Kiều Mộng Yên bình tĩnh lại, thì cảm thấy lời nói của Trương Dương cũng có lý, mặc dù họ là người quen biết rất lâu của Tần Manh Manh, theo lý thường mà nói khi Tần Manh Manh đến Giang Thành, là bạn thì họ nên đi thăm người ta, nhưng gần đây bên ngoài đồn đại rất nhiều, lúc này Tần Manh Manh cũng không muốn gặp họ. Thời Duy nói, chị à, đi, chúng ta tự đi tìm. Kiều Mộng Yên lắc đầu, thôi. Thôi, Duy Thời vô cùng kinh ngạc nói. Kiều Mộng Yên gật đầu, Trương Dương nói không sai, chúng ta nên nghĩ đến cảm xúc của người ta, nếu như Tần Manh Manh muốn gặp chúng ta thì đã liên lạc với chúng ta từ lâu rồi.
cô ấy đã không liên lạc với chúng ta, có nghĩa là cô ấy cũng không muốn chúng ta biết chuyện của cô ấy, thôi đi vậy. Nhưng chúng ta là bạn tốt của Tần Manh Manh kìa. Kiều Mộng Yên quay người đi ra bãi đỗ xe, cô ấy đã quyết định rồi, đối với Thời Duy, quyết định của chị họ cần phải được tuân theo, cô dụi dụi chân, rồi cuối cùng quyết định đi theo Kiều Mộng Yên. Hai người vừa chuẩn bị lên xe, bỗng nghe thấy một tiếng gọi ở đằng sau, Kiều Tiểu Thư. Kiều Mộng Yên hơi bất ngờ, cô quay người lại, người gọi cô là một vị trung niên hơn 50 tuổi, mặc áo trung sơn, đầu hơi ngả hoa râm. Kiều Mộng Yên cảm thấy gương mặt người này hơi quen quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được gặp ở đâu. Nhưng cô đã nhìn thấy tấm biển đỏ trên xe đằng sau lưng người đó, người này có lẽ là lãnh đạo Giang Thành, cô nhanh chóng lục tìm ký ức, người này là chủ nhiệm nhân đại thành phố Giang Thành, Triệu Dương Lâm, hồi Tết còn đến nhà cô. Mặc dù Kiều Mộng Yên đầu tư ở Giang Thành, nhưng cô không qua lại nhiều với vị thường ủy thị ủy này, chỉ nhớ rằng hồi Tết, cô gặp Triệu Dương Lâm một lần. Lúc đó ông ta và một người bạn học cũ của cha cô cùng đến chúc Tết, Kiều Mộng Yên cười lịch sự, chào chủ nhiệm Triệu. Triệu Dương Lâm cười đáp, lần trước ở nhà cô chỉ chào một tiếng, chưa kịp nói chuyện với tiểu thư, không ngờ trí nhớ cô tốt vậy. Kiều Mộng Yên điềm đạm đáp, trên đài báo thường xuyên có ảnh của chủ nhiệm Triệu, tôi là một trong những thương nhân đầu tư ở Giang Thành, tất nhiên phải quan tâm đến các vị lãnh đạo ở đây rồi, về sau vẫn phải nhờ chủ nhiệm Triệu giúp đỡ nhiều nữa kìa. Triệu Dương Lâm cười hà hà, Kiều Tiểu Thư không cần phải khách khí vậy đâu, tôi và cha cô là bạn cũ. Có việc gì cứ đến tìm tôi. Trong lòng Kiều Mộng Yên thầm cười, theo cô biết thì bạn của cha cô không có sự tồn tại của chủ nhiệm Triệu, có điều vì lịch sự, việc này đương nhiên vẫn cần phải cười xòa, cô rất lễ độ nói tôi sẽ nhớ câu này của chủ nhiệm Triệu. Một người con trai đến đằng sau Triệu Dương Lâm, đó là con rể của Triệu Dương Lâm, anh ta là con rể của Triệu Dương Lâm. Bí thư đoàn thị ủy thành phố Giang Thành, Tôn Đông Cường. Tôn Đông Cường có quen với Kiều Mộng Yên, anh ta rất biết gia cảnh của Kiều Mộng Yên, nên khách khí nói thật là trùng hợp, Kiều Tiểu Thư cũng đến bệnh viện à. Rồi anh ta lại quay ra cười với Thời Duy, nhìn món đồ trong tay Thời Duy, cười nói, hai người đến thăm bệnh nhân. Kiều Mộng Yên cười đáp, chúng tôi đến thăm một người bạn, không ngờ đã ra viện rồi. Cô không muốn nói chuyện tiếp với Triệu Dương Lâm, bèn nói, chủ nhiệm Triệu. Chúng tôi phải về công ty, ông làm việc nhé. Triệu Dương Lâm gật đầu cười đáp, cha cô khi nào đến Giang Thành. Đừng quên báo với tôi một câu nhé. Kiều Mộng Yêu hơi ngớ người, cô cười gật đầu, đến khi cô và Thời Duy lên xe, Thời Duy mới nói, bác muốn đến Giang Thành sao? Sao em không biết? Kiều Mộng Yên nói, cha mẹ chị không yên tâm để chị làm việc ở Giang Thành, nói là đến Thanh Thái Sơn chơi mấy ngày, nhưng chị thấy thực chất họ đến để xem tình hình chuyển phát thế nào. Thời Duy cười nói, em thấy đến khảo sát Từ Gia Dũng thì đúng hơn. Nhắc đến Từ Gia Dũng, Kiều Mộng Yên trao trao mày. Thời Duy và cô từ nhỏ đã lớn lên cạnh nhau, từ sự thay đổi trên nét mặt của cô ta có thể nhìn ra chút việc gì đó, nhỏ giọng nói có phải hai người lại cãi nhau không? Kiều Mộng Yên thở dài, chẳng phải vì chuyện chị đi thăm Trương Dương ở Bắc Kinh sao? Thời Duy cười khanh khách, anh ấy ghen rồi, đây là chuyện tốt đấy chứ, ghen có nghĩa là anh ta để ý đến chị. Kiều Mộng Yên nói, em thì biết gì chứ? Thời Duy ghé lên vai cô ấy, chị có thấy hình như Trương Dương rất có ý kiến với chúng ta không? Kiều Mộng Yên cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, giờ đây cả Giang Thành đâu đâu cũng đồn rằng anh ta đến châu Âu chơi bời, mắc bệnh đó, anh ta nhất định lo lắng, nên tâm tính cũng bị ảnh hưởng. Thời Duy ngỡ ngàng, tên khốn này chẳng lẽ nghĩ rằng do chúng ta đồn đại sao? Không được, em phải tìm anh ta giải thích cho rõ ràng. Kiều Mộng Yên nói, cây ngay không sợ chất đứng, anh ta muốn nghĩ thế nào thì tùy anh ta. Chúng ta không cần thiết phải giải thích. Trương Dương gật đầu, đứng dậy nói, được, dù sao thì Tần Hoan bình an vô sự là tốt rồi, đợi đến khi cậu bé ra viện rồi, tôi sẽ đón hai mẹ con cậu bé về Bắc Kinh. Đỗ Thiên Dã nói, cậu sắp xếp đi, ngày mai đưa tôi đi thăm Tần Hoan một chút, tôi và Tần gia cũng qua lại đã lâu với nhau, nhất định phải đi thăm. Trương Dương nheo hai mắt nói, có cần thiết không? Đỗ Thiên Dã sắp xếp lại tài liệu, đây cũng là việc Tần Chấn Đông nhờ tôi làm, là bạn bè của nhau, việc tôi đi thăm em gái anh ta cũng là điều nên làm. Trương Dương nói, sao anh không tự đi? Đỗ Thiên Dã nói, tôi sợ xúc phạm đến Tần Manh Manh. Trương Dương hếch mũi nói, tôi cứ cảm thấy tình người ở Tần gia thật là mong manh, đã biết con gái mình gặp phải khó khăn, mà bố mẹ anh chị em cũng chẳng thèm ra mặt, dù là bạn bình thường cũng không đến nỗi như vậy. Sau khi Triệu Dương Lâm đã tiễn Kiều Mộng Yên đi, cảm thấy cổ họng rất ngứa rồi ho khù khụ,
Tôn Đông Cường nhanh tay vỗ vỗ lên lưng ông ta, anh ta diễn vai con rể rất đạt, thậm chí Triệu Dương Lâm còn coi anh ta như con ruột, cũng bởi vì ông ta bảo vệ cho Tôn Đông Cường, nên mới có xung đột với Trương Dương trong việc 10 thanh niên tốt. Triệu Dương Lâm đã làm việc ở Giang Thành lâu năm, có thể nói lần này Tôn Đông Cường nằm ngoài 10 tốt, làm cho ông ta cảm thấy nhục nhã, ông ta bắt đầu nhận thức được rằng mình đang dần già đi, giờ đây top người nắm quyền ở Giang Thành đều là những sức sống mới, Đỗ Thiên Giã, Tả Viên Triều, những người này không hề để cho mình tí sĩ diện nào. Triệu Dương Thành không muốn tranh giành, con đường làm quan của ông ta đã đi đến cuối cùng, nhưng ông ta còn hy vọng, con rể Tôn Đông Cường chính là hy vọng của ông ta, đó là sự tiếp nối con đường chính trị của ông ta, khi ông ta cảm thấy có người đang uy hiếp đến hy vọng của mình, ý chí chiến đấu của ông ta đã trỗi dậy, giai cấp lãnh đạo của Giang Thành còn có Triệu Dương Lâm này kìa. Tôn Đông Cường thấp giọng nói, cha à, Tết cha đã đến Bắc Kinh sao? Anh ta còn không biết rằng nhạc phụ đại nhân của mình là bạn cũ với cha của Kiều Mộng Yên. Thái độ trên mặt Triệu Dương Thành trầm tư, quen nhau mấy chục năm rồi, nhưng không có thâm giao gì, con cũng biết đấy, người như cha không thích bám đuôi người khác. Nói xong ông ta quay lưng đi vào bệnh viện. Trên mặt Tôn Đông Cường lộ ra vẻ sùng bái, sự tôn kính của anh ta với bố vợ là thật lòng, đây không chỉ là vì tình thân, mà còn là vì sự bảo vệ của ông ta đối với mình trên con đường chính trị. Ô! Sau khi Văn Hạo Nam đến Giang Thành, liền gọi điện cho Trương Dương ngay, đối mặt với người anh nuôi này, Trương Dương thật sự chẳng còn cách nào, Văn Hạo Nam đã vào ở trong tòa nhà chiêu thương, Trương Dương đến chỗ anh ta ở. Văn Hạo Nam vừa tắm xong, cả người mặc một bộ áo quân đội, chưa kịp đợi Trương Dương ngồi xuống đã nói, Trương Dương, đưa tôi đi đến gặp Manh Manh. Trương Dương cười đau khổ, anh của tôi à, cứ xem như tôi cầu xin anh vậy, anh ở đây đi đừng có làm loạn lên nữa. Tôi nói thật với anh vừa mới rời khỏi Bắc Kinh, mẹ đã gọi điện đến đây rồi, bảo tôi khuyên anh về nhà. Văn Hạo Nam nói, tôi biết, lần này Manh Manh đến là vì chuyện phẫu thuật cho Tần Hoan, giờ là lúc cô ấy cần sự quan tâm nhất, tôi làm sao có thể làm ngơ không ở cạnh cô ấy. Trương Dương nói, anh yên tâm đi, cuộc phẫu thuật của Tần Hoan rất thành công, giờ đây Tần Manh Manh đang ở bên cạnh cậu bé. Đưa tôi đi gặp cô ấy. Văn Hạo Nam xốc tay Trương Dương. Trương Dương ấn người anh ta xuống ghế, anh Hạo Nam à, chúng ta đừng thế này nữa được không? Trong lòng tôi anh luôn là người thông thái, sao cứ yêu vào là lại như thằng ngốc thế này? Anh thử động não suy nghĩ xem, giờ đây tâm trạng của Tần Manh Manh thế nào? Tất cả tâm tình của cô ấy đều dồn vào Tần Hoan cả rồi, còn tâm trạng đâu nghe anh bày tỏ chứ? Thôi đi, anh nghỉ ngơi chút rồi về phủ đi, đừng ở đây làm loạn lên nữa, cũng đừng làm cho bố mẹ anh khó xử. Văn Hạo Nam đáp, Trương Dương, tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy, nhìn trộm thôi cũng không được sao. Trương Dương lắc đầu, chán nản nói, anh thật là không cứu nổi nữa rồi, tính tình của mẹ chúng ta chẳng phải anh không biết, bên ngoài thì mềm bên trong lại cứng, bà muốn phản đối chuyện của anh và Tần Manh Manh, hai người nhất định không ở cạnh nhau được, thôi đi, anh nghe bà một lần, bỏ cuộc đi thôi. Văn Hạo Nam nói, Trương Dương, cứ xem như tôi xin cậu, cậu giúp tôi lần này, tôi chỉ nhìn cô ấy chút thôi. Nhất định không làm phiền cô ấy, chỉ nhìn một chút là đi ngay. Trương Dương chỉ còn có thể gật đầu, giờ thì không được, đợi đến tối đã hẵng hay. Văn Hạo Nam nói, được, tôi nghe theo sự sắp xếp của cậu. Anh ăn cơm chưa? Văn Hạo Nam lắc đầu. Trương Dương nói, đi thôi, đi ăn cơm. Khi Trương Dương và Văn Hạo Nam đi đến phòng ăn, thì vừa vặn gặp một tốp lãnh đạo thị phủ đi ra, người được vây ở giữa kia chính là bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã rất nhanh mắt, vừa nhìn đã nhận ra Trương Dương sóng vai cùng Văn Hạo Nam, ngạc nhiên nói, Hạo Nam. Văn Hạo Nam cũng không ngờ sẽ gặp mặt Đỗ Thiên Giã ở đây, anh ta cười, rồi đi về phía Đỗ Thiên Giã. Hai người bắt tay, từ sau khi Đỗ Sơn Khôi qua đời, quan hệ của Đỗ Thiên Giã và Văn Gia bắt đầu xa cách dần, mặc dù vợ chồng Văn Quốc Quyền đã đến thăm Đỗ Gia vào dịp Tết, nhưng một bức tường vô hình đã bao quanh hai nhà họ, có điều trên vẻ bề ngoài thì họ vẫn thân thiết. Ô, Đỗ Thiên Giã không hề biết tại sao Văn Hạo Nam lại đến Giang Thành. Là bí thư thị ủy của Giang Thành, điều y cần phải quan tâm quá nhiều. Trương Dương mỉm cười đáp, bí thư Đỗ, tôi đang đưa Hạo Nam đi ăn, chúng ta cùng đi chứ. Đỗ Thiên Giã hơi ngại nói, tôi còn phải họp nữa, bất đắc dĩ cả thôi, thế này đi, buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm, Trương Dương, anh đến sắp xếp địa điểm, tôi mời. Nhìn bóng Đỗ Thiên Giã dần đi xa. Văn Hạo Nam thở dài nói, tôi phát hiện con người sống đều là cho người khác cả. Trương Dương nói, sao anh cứ than thở nhiều vậy,
ăn cơm xong đã rồi hắn nói. Văn Hạo Nam chẳng có tâm trạng đâu uống rượu, sau khi cùng Trương Dương đến nhà ăn gọi hai món, rồi ăn bát cơm đã về rồi. Trương Dương cũng chẳng có mấy ngôn ngữ chung với Văn Hạo Nam, mượn cớ đơn vị còn chút việc, buổi tối quay lại đón anh ta. Sau khi chia tay với Văn Hạo Nam, Trương Dương nhận được điện thoại của Đỗ Thiên Dã, Đỗ Thiên Dã bảo hắn đến văn phòng y một lúc. Khi Trương Dương gặp được Đỗ Thiên Dã mới biết, lần này La Tuệ Ninh cũng gọi điện cho y, Trương Dương không hiểu tại sao La Tuệ Ninh lại tìm đến Đỗ Thiên Dã. Nhưng nghĩ kỹ lại, La Tuệ Ninh chắc chắn không tin mình, sợ mình chỉ nhận lời ngoài mặt với bà, còn đằng sau lưng vẫn làm cầu nối cho Văn Hạo Nam. Đỗ Thiên Dã nói ra xem nào, rốt cuộc có việc gì rồi. Trương Dương chẳng có gì phải giấu giếm với y, nói cả câu chuyện ra cho y biết. Đỗ Thiên Dã nói vậy thì Văn Hạo Nam thật là si tình. Trương Dương nói, cũng chính vì anh ta si tình nên mới khó làm việc, giờ đây anh ta quyết tâm đi gặp Tần Manh Manh, miệng nói thì dễ nghe, đứng đằng xa nhìn một chút rồi về, nhưng tôi thấy anh ta nhất định đòi gặp Tần Manh Manh. Trương Dương hiếu kỳ tại sao Đỗ Thiên Dã lại có thể có hứng thú với việc này, dù sao thì giờ đây ông ta và Văn Gia cũng có sự cách biệt rồi, chẳng lẽ vì lý do gì đó khác sao? Đỗ Thiên Dã rất nhanh đã đoán ra được sự nghi ngại của Trương Dương, cha của Tần Manh Manh và cha tôi từng làm việc cùng nhau, tôi và anh trai của cô ấy Tần Trấn Đông cũng là bạn tốt. Trương Dương nói vậy thì, Tần Gia cũng đã tìm anh rồi. Đỗ Thiên Dã gật đầu, vừa mới gọi điện xong, Tần Trấn Đông hỏi tôi về việc của em anh ta, tiểu tử nhà anh cũng thật là, không có việc gì tự nhiên gây nhiều chuyện thị phi đến vậy. Không ngờ anh lại nhận con của Tần Manh Manh là con mình, thật là. Trương Dương nói, bí thư Đỗ, từ khi nào anh có hứng thú với chuyện tình cảm của người khác thế? Đỗ Thiên Dã nói, tôi chẳng thèm để ý mấy chuyện này đâu, nhưng điện thoại của người ta cứ đổ đến dồn dập, tôi không thể cứ khước từ mãi đúng không? Y đi về phía Trương Dương, vỗ vai hắn, anh nghĩ cách cho tôi đi, phải khuyên Văn Hạo Nam nhanh chóng rời khỏi Giang Thành, đây là nhiệm vụ đảng giao phó cho anh. Thôi đi, anh đừng có lấy đảng ra để hù tôi. Đỗ Thiên Dã cười hà hà, con trai của Tần Manh Manh có phải do anh ra tay cứu không? Trương Dương lắc đầu nói, tôi không dám tham công vậy. Là tiến sĩ Vu làm phẫu thuật, những chuyên gia của Bệnh viện Trung Hải sợ rằng nguy hiểm, nên từ chối làm phẫu thuật cho Tần Hoan, thật là không còn cách nào khác nữa, tôi mới phải tìm đến Vu Tử Lương để mổ cho cậu bé, may là lần này ca mổ cũng thành công. Đỗ Thiên Dã gật đầu, đứa bé không sao là được rồi. Trương Dương hơi hiếu kỳ nói, tôi nói thế này, anh quen thân với Tần gia như vậy, nhất định biết được chuyện của Tần Manh Manh chứ. Đỗ Thiên Dã lắc đầu nói, anh đừng có hỏi tôi thật sự là không biết một chút gì hết, tôi chỉ biết quan hệ của Tần Manh Manh và bố mẹ không tốt, nhưng trước đến giờ chưa từng nghe thấy cô ta có con trai, việc này gần đây mới đồn ra ngoài, giờ đây Tần gia cũng đã thừa nhận rồi. Trương Dương, việc nhà của người ta, mình không cần phải hỏi quá kỹ được không? Trương Dương gật đầu, đứng dậy nói, được. Dù sao thì Tần Hoan bình an vô sự là tốt rồi, đợi đến khi cậu bé ra viện rồi, tôi sẽ đón hai mẹ con cậu bé về Bắc Kinh. Đỗ Thiên Dã nói, cậu sắp xếp đi, ngày mai đưa tôi đi thăm Tần Hoan một chút, tôi và Tần gia cũng qua lại đã lâu với nhau, nhất định phải đi thăm. Trương Dương nheo hai mắt nói, có cần thiết không? Đỗ Thiên Dã sắp xếp lại tài liệu, đây cũng là việc Tần Trấn Đông nhờ tôi làm, là bạn bè của nhau, việc tôi đi thăm em gái anh ta cũng là điều nên làm. Trương Dương nói, sao anh không tự đi? Đỗ Thiên Dã nói, tôi sợ xúc phạm đến Tần Manh Manh. Trương Dương hết mũi nói, tôi cứ cảm thấy tình người ở Tần gia thật là mong manh, đã biết con gái mình gặp phải khó khăn, mà bố mẹ anh chị em cũng chẳng thèm ra mặt, dù là bạn bình thường cũng không đến nỗi như vậy. Đỗ Thiên Dã nói, tiểu tử nhà anh đừng lắm lời, đúng rồi, buổi tối sắp xếp đi đâu ăn cơm đấy. Trương Dương nói, thủy thượng nhân ra đi, Văn Hạo Nam là người cao cấp. Những chỗ bình thường không hợp với thân phận của người ta. Tôi đã đặt phòng 2888 rồi. Đỗ Thiên Dã trừng mắt, trong lòng nói tiểu tử nhà anh thật là ghê gớm, một bữa cơm mà muốn ăn hết nửa năm tiền lương của tôi ư. Y thấp giọng nhắc, tôi mời anh ta ăn nhưng tôi là người bỏ tiền đấy. Trương Dương cười đáp, không để anh mời đâu, tôi ký tên rồi. Ô, Văn Hạo Nam chẳng có tâm trạng ăn uống gì hết, khi người khác cụng ly. Trong đầu anh ta không biết đang nghĩ điều gì. Trương Dương và Đỗ Thiên Dã cũng cảm thấy chẳng có chút hứng thú gì nữa, mặc dù họ rất muốn chiêu đãi người ta, nhưng người ta không thèm để tâm, thế là bữa ăn đã trở thành một gánh nặng. Đỗ Thiên Dã nói, Hạo Nam, khi nào anh về Bắc Kinh?
Văn Hạo Nam cười đáp, xem ra Giang Thành thật sự không hoan nghênh tôi kìa, còn chưa kịp ngồi ấm mông, hai người đã muốn đuổi tôi đi rồi. Đỗ Thiên Dã nói, Hạo Nam, tôi không muốn giấu anh, vừa nãy dì La đã gọi điện cho tôi, bà không muốn anh ở lại Giang Thành quá lâu, tôi thấy anh nên về đi là hơn. Văn Hạo Nam đáp, tôi cứ tự hỏi, từ trước đến giờ tôi luôn là một người làm việc rất lý trí, nhưng giờ tôi đã hiểu ra rằng, tình cảm không chịu sự khống chế của lý trí. Đỗ Thiên Dã nhìn Văn Hạo Nam không nói gì cả, Văn Hạo Nam trước mắt y bây giờ không hề giống với trước kia. Văn Hạo Nam bình tĩnh và thông minh, mặc dù tuổi của anh ta còn kém hơn y, nhưng lại có những cơ hội người khác không thể nào sánh được, anh ta hiểu được việc nào nên làm việc nào không, đó cũng là điểm làm cho Văn Quốc Quyền thích nhất. Văn Quốc Quyền đặt rất nhiều niềm tin vào tiền đồ của đứa con trai này, Đỗ Thiên Dã thật sự không thể nào hiểu được, một người bình tĩnh hết mực như Văn Hạo Nam, giờ lại bất chấp mọi thứ yêu một người phụ nữ, điều này thật sự không phù hợp với tính cách của anh ta. Đỗ Thiên Dã hiểu Văn Hạo Nam rất nhiều so với Trương Dương, y đã biết Văn Hạo Nam nhiều năm nay, từ đầu đến cuối không thể đạt đến độ không chuyện gì không nói với Văn Hạo Nam, chủ yếu là vì Văn Hạo Nam rất cảnh giác, anh ta rất giỏi bảo vệ bản thân. Nhưng Văn Hạo Nam xuất hiện trước mắt Đỗ Thiên Dã bây giờ lại là một người đàn ông hết mực si tình, điều này không thể không làm cho Đỗ Thiên Dã ngạc nhiên, chẳng lẽ Văn Hạo Nam thật sự rơi vào lưới tình rồi sao? Trương Dương không có mấy quyền phát biểu trong việc của Văn Hạo Nam, hắn nhìn thời gian, đã là 7 giờ rưỡi tối rồi, trong lòng thầm do dự, có nên đưa Văn Hạo Nam đến gặp Tần Manh Manh hay không? Hắn nhìn Đỗ Thiên Dã như cầu cứu, Đỗ Thiên Dã biết ý của tên này. Y cầm cốc rượu cùng ly với Văn Hạo Nam nói, Hạo Nam, có một câu tôi không biết nên nói hay không? Văn Hạo Nam gật đầu nói, anh Đỗ, anh nói đi. Đỗ Thiên Dã nói, theo tôi biết, Tần gia không tán thành việc của anh và Tần Manh Manh, dì La cũng kiên quyết phản đối chuyện này, tôi thấy, anh không nên tiếp tục nữa. Văn Hạo Nam mím môi, thấp giọng nói, tôi hiểu. Anh ta chậm chậm đặt chén rượu xuống nói, tôi chỉ quan tâm đến việc Manh Manh coi tôi là gì, có mấy câu, tôi muốn đích thân mình nói với cô ấy. Đỗ Thiên Dã nói, anh lặn lội đường xa đến Giang Thành chỉ vì nhìn cô ấy một chút tôi sao? Nếu như người ta không muốn gặp anh thì sao? Văn Hạo Nam đáp, nếu như cô ấy không muốn gặp tôi, thì tôi sẽ đi ngay. Đỗ Thiên Dã nói với Trương Dương, gọi điện thoại cho Tần Manh Manh, nói với cô ấy Hạo Nam đến rồi. Nếu như muốn gặp, thì hà tất phải lén lén lút lút, cứ quang minh chính đại nói với người ta chẳng phải tốt hơn sao? Trương Dương do dự một lúc, cuối cùng lấy điện thoại ra. Giữa Văn Hạo Nam và Đỗ Thiên Dã, hắn đương nhiên là thân với Đỗ Thiên Dã hơn, cảm giác của hắn với Văn Hạo Nam giống như Đỗ Thiên Dã vậy, cứ cảm thấy rất khó gần với Văn Hạo Nam, từ đầu đến cuối luôn có khoảng cách, Đỗ Thiên Dã nói cũng rất có lý, Văn Hạo Nam đã muốn gặp Tần Manh Manh, thì chẳng cần phải lén lút làm gì nữa, cứ nói rõ ràng ra là hơn. Sau khi Tần Manh Manh nghe điện thoại, Trương Dương thẳng thắn vào đề, Hạo Nam đến rồi, anh ấy muốn nói chuyện với cô. Biểu hiện của Tần Manh Manh rất bình tĩnh, cô ta nhỏ nhẹ đáp, bảo anh ta đến đây, tôi có vài lời muốn nói với anh ta. Ô, sau khi Văn Hạo Nam rời đi, Trương Dương và Đỗ Thiên Dã nhìn nhau, Trương Dương cảm thán, tôi thật không ngờ Văn Hạo Nam lại si tình đến vậy, nếu như Tần Manh Manh cũng có cảm tình với anh ta, chẳng phải việc này càng phức tạp hơn hay sao? Đỗ Thiên Dã nói, có một số việc chúng ta không thể ngăn chặn được, muốn giải quyết vấn đề, cần phải để tự họ làm. Dù là Tần gia hay Văn gia đều không chấp nhận việc họ tiếp tục ở cạnh nhau, tôi thấy họ cuối cùng cũng phải để lý trí làm chủ thôi. Y nhìn bàn tiệc rượu còn đầy, thở dài, anh thật sự là rất lãng phí, bàn tiệc này đủ tiền học cho đứa trẻ rồi. Trương Dương nghe đến độ đau đầu, tôi xin anh đấy, khi chúng ta ở một mình anh đừng có ra giọng dạy bảo tôi nữa, về sau tôi sẽ chú ý được chứ. Đỗ Thiên Dã gật đầu, nói về vấn đề công việc, gần đây trong thành phố có một vài người rất vui vẻ. Tố cáo anh với trên tỉnh rồi, còn nhiều việc nữa cũng moi móc ra. Trương Dương đã về đến Giang Thành được mấy ngày, không ngừng nghe về chuyện của thành phố, hắn gian xảo nói, chẳng phải là lão già Triệu Dương Lâm hay sao? Tôi thấy thật lạ, có phải bọn họ không thấy quan tài không nhỏ lệ không, cứ cắn chặt lấy tôi làm cái gì? Đỗ Thiên Dã rót một cốc rượu, rồi lại nói với Trương Dương, cái mà họ nhắm vào không phải là anh, Triệu Dương Lâm bỏ đi tất cả những khiêm tốn trước đây. Công khai gây khó dễ với tôi trên hội nghị thường ủy, thật là cơ mạnh. Trương Dương nói, ở Giang Thành ở Bình Hải, mấy người họ chẳng làm được trò gì đâu. Đỗ Thiên Dã đáp, tôi rất phản cảm kiểu đấu đá nội bộ vô nghĩa này, nếu như tất cả cán bộ của chúng ta đều có thể mang hết sức lực của mình vào công việc,
tốc độ phát triển của chúng ta sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trương Dương nói, từ trước đến nay, thứ người Trung Quốc giỏi nhất là đấu đá lẫn nhau, mạnh mẽ nhất là ở quan trường là nơi thế nào cơ chứ? Đó chính là nơi người đấu đá người, chơi chính trị chính là chơi người vậy. Đỗ Thiên Giã cười, y dùng đũa chỉ vào Trương Dương nói, logic hỗn loạn. Trong lòng lại nhận thấy câu của Trương Dương có mấy phần đạo lý. Trương Dương nói, mấy lão già cứ cắn chặt lấy tôi, mục đích là để làm khó anh, lũ hồ ly tinh này đều là người có nghề trên quan trường, nhất định hiểu rõ người đứng đầu Giang Thành là anh, đối đầu với anh chẳng phải tự mình tìm đến cái chết sao? Rõ ràng là tìm cái chết rồi mà còn dám làm như vậy, việc này có phải hơi vô lý không? Đỗ Thiên Giã tán đồng, tôi cũng đang nghĩ về việc này, bất kể hành động nào của mấy tên lão thành chính trị này cũng phải suy nghĩ rất kỹ càng rồi. Trương Dương nói, xem ra gần đây phải cẩn thận hơn rồi. Đỗ Thiên Giã biết rằng miệng hắn nói ngọt như kẹo kéo, nhưng khi gặp việc vẫn làm theo ý mình, Đỗ Thiên Giã nói, anh vừa trở lại cương vị làm việc, cứ ổn định lại đã, làm việc cho tốt, cố gắng lấy được thành tích, loại trừ những lời đồn đại nhắm vào anh gần đây. Trương Dương cười nói, anh yên tâm đi, tôi đã nghĩ kỹ rồi, thời gian này, tôi sẽ ở ẩn, đúng là mùi vị của bão táp mưa sa chẳng dễ chịu gì, tôi trốn vào nhà của bí thư Đỗ. Qua cái nạn này, bao giờ bão hết mưa tan, rồi lại ra ngoài. Đỗ Thiên Giã nói, toàn ăn nói linh tinh. Hai người cùng cười rộ lên, lúc này điện thoại trong tay Trương Dương vang lên, hắn nhìn số gọi điện, thì lại là của Kiều Mộng Yên. Trong ấn tượng của Trương Dương, Kiều Mộng Yên rất ít khi chủ động gọi điện cho hắn, nhất là vào buổi tối thế này. Hắn nhấc máy, nói bằng giọng điệu Dương Dương tự đắc tổng giám đốc Kiều, muộn thế này rồi, gọi cho tôi có việc gì không? Trong ống nghe vang lên một giọng nữ rất trong trẻo, chủ nhiệm trước, gọi điện cho anh lúc này có phải phá vỡ giấc mộng đẹp của anh rồi không? Trương Dương ngớ người, trên mặt nở một nụ cười, nhà đầu à, càng ngày càng chẳng biết trên dưới gì nữa cả, nói với sư phụ như thế đấy hả? Cô đang ở cùng với Kiều Mộng Yên à, đến Giang Thành khi nào vậy? Trong ống nghe vang lên tiếng cười khanh khách, tôi đang trên đường từ sân bay đến Giang Thành, Kiều Tiểu Thư đang lái xe, này... Người làm sư phụ như anh có khi phải tiễn đãi tôi đấy nhỉ? Trương đại quan rộng lượng đáp, biết là cô đến, nên tôi đã chuẩn bị cơm canh cho cô rồi đây, 2888, cứ nghĩ đến là tôi lại thèm rồi, cô mà không đến là tôi ăn trước giờ đây. Chương 313, cố tình làm khó. Văn Hạo Nam gặp được Tần Manh Manh ở ngoài phòng giám hộ. Tần Manh Manh lúc đó đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô nhìn Tần Hoan qua tấm kính, trên mặt mỉm nụ cười ấm áp. Mặc dù cô không thể lại gần con trai, nhưng với tình hình của bác sĩ và y tá phản ánh lại, tình trạng sau phẫu thuật của Tần Hoan rất ổn định, không hề có triệu chứng bất thường nào xảy ra. Giờ đây điều cô cần có là nhẫn nại chờ đợi, tạm thời không thể cô vào phòng giám hộ, cũng là vì cẩn thận, Phu Tử Lương không dám mạo hiểm, phẫu thuật lần này rất quan trọng với ông ta nhất định phải bảo đảm không có chút sai sót gì, Phu Tử Lương dù muộn rồi cũng không dám rời khỏi bệnh viện. Đích thân trực ban để kịp thời ứng phó với những việc xuất hiện ngoài ý muốn. Tần Manh Manh khó khăn lắm mới khuyên được Từ Lập Hoa ra về, là mẹ, cô có trách nhiệm túc trực ở đây, cô không muốn làm phiền người khác. Văn Hạo Nam nhẹ nhàng đến đằng sau cô, cách tấm cửa kính nhìn Tần Hoan, nhẹ nhàng nói cuộc phẫu thuật rất thành công. Tần Manh Manh không hề vì anh ta đến mà thay đổi thái độ, nhẹ nhàng gật đầu, rất thành công, bác sĩ nói nó nhất định sẽ bình phục. Văn Hạo Nam nói, vậy thì tốt quá. Cảm ơn, ngữ khí của Tần Manh Manh đầy xa cách. Văn Hạo Nam nói, giữa chúng ta không cần phải nói câu này. Tần Manh Manh nói câu này, ít nhất chứng minh rằng tôi xem anh là bạn, nếu như đến câu này cũng không muốn nói, thì tôi không muốn gặp mặt anh. Manh Manh, tại sao em lại đối xử thế này với anh? Tần Manh Manh chỉ cuối con đường, cô bước ra đó trước, Văn Hạo Nam bước theo sau, đến trước cửa kính. Tần Manh Manh vuốt sợi tóc tung bay trong gió, rồi bện thành một cái đuôi rất thành thục. Ngọn gió đêm thổi hương thơm từ mái tóc cô tới chỗ Văn Hạo Nam, trong ánh mắt Văn Hạo Nam tỏ rõ sự âu yếm. Tần Manh Manh nói, Hạo Nam, lý do tôi đồng ý gặp anh, là muốn nói rõ với anh, tôi hy vọng về sau anh đừng đến tìm tôi nữa, tôi không xứng đáng với anh. Văn Hạo Nam khống chế cảm xúc của mình, Manh Manh, em muốn anh nói với em bao nhiêu lần nữa. Anh không để ý, anh yêu Tiểu Hoan. Anh tin rằng Tiểu Hoan cũng sẽ thích anh có thể làm được điều đó, anh không bận tâm trước kia đã từng xảy ra chuyện gì với em, anh chỉ cần em cùng với anh tạo nên tương lai riêng của hai người. Ánh mắt Tần Manh Manh nhìn Hạo Nam, tương lai của tôi chính là Tiểu Hoan, thế giới này không ai có thể quan trọng hơn nó.
Trong lòng tôi, ngoài Tiểu Hoan, cũng không có vị trí của bất kỳ ai khác nữa. Hạo Nam, anh là một người đàn ông ưu tú, tôi không xứng với anh. Từ lúc bắt đầu, sự gặp gỡ của chúng ta đã là một sự sai lầm, tôi không yêu anh, cũng chưa từng yêu anh. Gương mặt tuấn tú của Văn Hạo Nam nhăn lại, trong lòng như bị cứa một nhát dao rất sâu, câu nói của Tần Manh Manh đã làm anh ta cảm thấy bị xúc phạm. Anh ta là một người kiêu ngạo, khi mới quen Tần Manh Manh, anh ta không hề có quá nhiều cảm giác, nhưng sự lạnh lùng của Tần Manh Manh, sự xuất hiện chớp nhoáng của Tần Manh Manh, đã hấp dẫn anh ta, càng không đạt được càng làm cho anh ta hiếu thắng. Văn Hạo Nam lần đầu tiên trong đời có cảm xúc này với một người con gái. Văn Hạo Nam nói, Manh Manh, anh không tin em không hề có cảm giác với anh, chúng ta đã biết nhau một thời gian, anh tin em nhất định cũng có tình cảm với anh. Tần Manh Manh thở dài nói, Hạo Nam, tôi không phủ nhận anh là một người đàn ông hấp dẫn, nhưng anh phải làm rõ một việc, tôi không phải là một cô gái trẻ thuần khiết, tôi là mẹ của một đứa trẻ 5 tuổi. Từ giờ trở đi, việc gì của tôi cũng sẽ phải xoay quanh con trai tôi. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là con trai tôi, anh thử hỏi bản thân anh xem, anh có thể chịu đựng nổi điều đó không? Anh chịu được, anh có thể hiểu em. Văn Hạo Nam lớn tiếng nói. Tần Manh Manh lắc đầu, người trưởng thành như Văn Hạo Nam, bước vào chuyện tình cảm cũng có những sự xúc động nông nổi như thế này. Tần Manh Manh nói, Hạo Nam, để cho chúng ta làm bạn, đừng lãng phí thời gian cho tôi nữa. Tình cảm đối với tôi chỉ là một thứ nguy hiểm, tôi không muốn chạm vào, và cũng sẽ không chạm vào. Văn Hạo Nam nhìn đôi mắt của Tần Manh Manh, anh ta muốn tìm một chút tình cảm thuộc về mình, nhưng anh ta đã thất vọng, dừng một lúc lâu, Văn Hạo Nam đứng thẳng lưng, là một người đàn ông, anh ta cần phải giữ lòng tự trọng của mình, anh hiểu rồi. Anh ta bước từng bước lớn về phía đằng xa, không hề quay đầu lại, và cũng không phát hiện ra rằng, trên gương mặt Tần Manh Manh có một giọt lệ đang rơi xuống. Ô, An Ngữ Thần và Kiều Mộng Yên cùng nhau xuất hiện trước mặt Trương Dương. Trong tay của An Ngữ Thành cầm một cái túi giấy lớn, vất vào lòng Trương Dương, sự phụ, tặng sự phụ đấy. Trương Dương cười lớn, đồ đệ ngoan, lại mua quần áo cho ta rồi. Rồi hắn quay sang nói với Đỗ Thiên Dã, bí thư Đỗ cũng thấy rồi đấy, đây không phải là nhận hối lộ đâu nhé. An Ngữ Thần lườm hắn ta, tôi mà còn phải đi hối lộ anh à. Tôi có phải ăn no rừng mỡ đâu. Trương Dương cười nói, tôi để bí thư Đỗ ra làm người chứng nhận, tôn trọng cô thế còn gì. Kiều Mộng Yên và An Ngữ Thần cùng cười. Đỗ Thiên Dã cười mắng, đúng là miệng anh chẳng nói được điều gì tốt đẹp. An Ngữ Thần đói rồi, vừa ngồi xuống là đã ăn chẳng chút khách khí gì, cô ấy nhìn cơm canh trên bàn, ngạc nhiên hỏi, kỳ lạ thật, tôi đến rất bất ngờ mà, chỉ liên hệ với Tổng Giám Đốc Kiều thôi, sao anh lại biết chứ? Cô quay đầu nhìn Kiều Mộng Yên. Kiều Mộng Yên vội vàng giải thích, tôi không nói gì cả, cô đừng nhìn tôi như vậy. An Ngữ Thần lại nói với Đỗ Thiên Dã, bí thư Đỗ, cán bộ lớn như anh không thể nói dối, rốt cuộc là có chuyện gì? Bàn tiệc này có phải chuẩn bị cho chúng tôi không? Hạo Nam, nhưng Hạo Nam không đến, vì thể Trương Dương sửa thành mời hai cô. Bí thư Đỗ không nói dối, mức độ giả dối vừa đủ, rõ ràng là Văn Hạo Nam đến rồi, nhưng y lại nói anh ta không đến, lời nói dối này thật là cao thủ. An Ngữ Thần trừng mắt với Trương Dương, biết ngay là anh không tốt bụng vậy mà. Hóa ra là mời người ta không đến, mới đến lượt chúng tôi dọn đĩa. Tôi nói này, nhà đầu, cô nói kiểu gì vậy chứ? Cái gì gọi là dọn đĩa? Cô xem bàn ăn này đã động gì vào chưa? Coi như cô có phúc đấy, mới được ăn sơn hào hải vị như thế này, nếu là mời cô không thì tôi nhiều nhất cũng chỉ bỏ ra mười mấy tệ mua thịt nướng thôi. An Ngữ Thần không tức giận mà lại nói, thật ra những thức ăn này còn không ngon bằng thịt nướng kìa. Rồi cô quay sang nói với Đỗ Thiên Dã, mọi người đều nói các quan chức đại lục rất lãng phí, hôm nay tôi đã tận mắt chứng kiến rồi. Hai người mà gọi nhiều đồ ăn thế này, hai người có ăn hết được không? Thật là lãng phí đó. Một câu nói làm cho Đỗ Thiên Dã cũng phải đỏ mặt. Đỗ Thiên Dã nói, tôi chẳng giấu gì các cô, bàn ăn này là để mời Văn. Trương Dương mắng, có thứ ăn là được rồi, đừng lằng nhằng nhiều vậy, ở đây mà cô còn ra vẻ như thế. Cô nói cô là thiên kim của tầng lớp tư bản, đến đây nói với chúng tôi vấn đề này, cô hiểu gì chứ? Kiều Mộng Yên không muốn để họ cứ đấu khẩu như vậy, cười nói, được rồi, Trương Dương, An Tiểu Thư từ xa đến đây, còn mua quà cho anh nhường cô ấy một chút không được sao? Lại là sư phụ của người ta nữa chứ? Tôi là sư phụ cũng không thể để cô ấy bắt nạt vậy. Trương Dương nói như vậy, nhưng lại gắp một cái đùi gà bỏ vào bát An Ngữ Thần nói, nhà đầu, ăn đi đã. Ăn no rồi mới có sức cãi nhau với tôi.
An Ngữ Thần lườm hắn, rồi ánh mắt dịu dàng hẳn lại. Kiều Mộng Yên và Đỗ Thiên Dã ở bên cạnh cảm thấy hình như quan hệ sư đồ này có gì bất bình thường, trong lòng Đỗ Thiên Dã thầm nói tiểu tử nhà anh không đến nỗi ngay cả đồ đệ nữ của mình cũng không bỏ qua chứ. Kiều Mộng Yên tầm nói, nếu ai thích tên này thật là đáng thương, trái tim của hắn biến thành cả vườn hoa mất rồi. Trương Dương lại gắp một cái đùi gà bỏ vào bát Kiều Mộng Yên nói, đều là khách cả, tôi gắp mỗi bát một cái cho công bằng, chúng ta không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, nếu không thì nhất định tổng giám đốc Kiều không vui. Kiều Mộng Yên đúng thật là phục tên này, hắn lấy tư cách gì gắp đồ ăn cho mình chứ, hơn nữa gắp đồ ăn cho người khác không biết dùng đũa riêng sao. Mặt cô đỏ lên, cắn cắn môi, đang muốn mở miệng nói. Trương Dương cướp lời, gì đó nhỉ, cô yên tâm đi, tôi không bị bệnh, cô biết đấy, tôi không bị bệnh. Kiều Mộng Yên bị hắn làm cho không nói được gì, không biết phải ứng phó thế nào. Đỗ Thiên Dã chỉ có một lời bình luận với hành động này của Trương Dương, đó là vô sỉ, Kiều Mộng Yên là vợ chưa cưới của Từ Gia Dũng, Trương Dương làm như vậy, chẳng phải báo thù Từ Gia Dũng hay sao? Nếu như thế thật, thì tiểu tử này thật là không thấu tình đạt lý chút nào, Kiều Mộng Yên cũng chẳng đắc tội với hắn ta. Có điều nghĩ đến bối cảnh gia đình Từ Mộng Yên, Đỗ Thiên Dã ý thức được phải nhắc nhở tên tiểu tử này một chút, Kiều gia không phải là chỗ để anh ta có thể dây vào. An Ngữ Thần cười khanh khách nói, sư phụ, anh cũng không sợ tôi bảo anh bẩn à. Trương Dương nói, tôi là người của huyện Xuân Dương, đời đời kiếp kiếp đều là nông dân trồng ruộng, không nhiều điều kiêng kỵ như các cô, muốn ăn thì ăn. Hắn cười hì hì rót ra một cốc rượu đầy, rồi cùng ly với Đỗ Thiên Dã, hai người lại uống rượu với nhau. Kiều Mộng Yên nhìn cái cánh gà trong bát, rồi lại nhìn vẻ mặt Dương Dương tự đắc của Trương Dương, chỉ muốn vứt cái cánh gà này vào mặt hắn ta, quay sang nhìn An Ngữ Thần đang gặm đùi gà một cách ngon lành. Chẳng hề để ý đến việc trên đó có thể bị dính nước miếng của Trương Dương. Kiều Mộng Yên là một người rất thông minh, cô gắp miếng cánh gà sang bát của An Ngữ Thần, nói, An tiểu thư ăn đi, tôi không thích ăn gà. Mặc dù ngoài mặt An Ngữ Thần cứ trẻ con, nhưng cô ta không phải là kẻ ngốc. Cười nói cô ghét anh ta dùng đũa của mình gắp thức ăn cho cô. Kiều Mộng Yên bị nói toạc móng heo ngay giữa chợ, mặt đỏ lên. Trương Dương mở miệng than thở, thật là tổn thương quá đi. Tôi nói cô này Kiều Mộng Yên, đến bao giờ cô mới không kỳ thị tôi được vậy? An Ngữ Thần nói, vậy thì trước tiên anh đừng làm những việc để cho người ta kỳ thị chứ. Kiều Mộng Yên lúc này đã bình tĩnh lại, nhấc cốc rượu lên cười nói, là chủ nhiệm Trương cứ thích ép người khác mới đúng. An Ngữ Thần nói, điểm này tôi rất thích cách phân đồ ăn của người Tây. Trương Dương nói, chẳng sao cả đâu, chúng tôi chẳng để ý nhiều đến thế, nếu như mọi người muốn ăn riêng, thì về sau tôi không dám mời mọi người đi ăn nữa. Ô, Đỗ Thiên Dã nói, An tiểu thư lần này đến đây là vì chuyện gì thế? Thật ra y từ việc Kiều Mộng Yên đón An Ngữ Thần đã đoán ra được ít nhiều, lần này An Ngữ Thần đến Giang Thành có đến 8 phần là vì chuyện của quảng trường thương mại chùa Nam Lâm. Quả nhiên là như vậy, An Ngữ Thần nói, chẳng phải là vì chuyện của quảng trường Nam Lâm tự sao, tôi đã được lệnh của công ty, đến đây xem tiến độ công trình, đương nhiên nhân tiện đi thăm Thanh Sơn luôn. Kiều Mộng Yên nói, tiến độ công trình quảng trường Nam Lâm tự rất thuận lợi, không lâu sau sẽ trở thành điểm sáng trên bầu trời Giang Thành. Đỗ Thiên Dã gật đầu, với tương lai của Giang Thành y cũng rất xem trọng, Giang Thành có nhân khẩu đứng thứ hai toàn Bình Hải, đây là một tập đoàn người tiêu dùng lớn, cùng với sự khai phá du lịch. Những du khách đến thăm Giang Thành lúc này càng ngày càng nhiều, điều này sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển thương nghiệp. Trương Dương nói, gần đây Tổng Giám Đốc Kiều thật là đắc ý, tôi nghe nói bên Lam Tinh cũng đã có người đến. Kiều Mộng Yên nói, chẳng phải là nhờ phúc của chủ nhiệm Trương sao, vì thế nên mới hợp tác được với tập đoàn Lam Tinh, may mà anh làm cầu ở giữa, giờ đây cáp dẫn nước thiết bị bên Hàn đã vận chuyển đến Giang Thành rồi, lần này Kim Thượng Nguyên Tiên Sinh đến đây, là để khảo sát tình hình. Đỗ Thiên Dã đáp, hiệu suất cũng cao lắm đó, cũng có nghĩa là tuần sau các cô có thể sản xuất màn hình đầu tiên của Lam Tinh rồi. Kiều Mộng Yên nói, thứ chúng tôi sản xuất đầu tiên là CRT, ngoài ra còn có mấy nhà để xe đang xây nữa, Kim Tiên Sinh rất hài lòng với tình hình của tập đoàn chúng tôi, ông dự định rằng sẽ hợp tác lâu dài với chúng tôi. Đỗ Thiên Dã nói, Kiều Tiểu Thư đúng thật đã tạo một bước đi đầu tốt đẹp cho Giang Thành, Lam Tinh có một sức ảnh hưởng rất lớn với các nước châu Á và cả trên thế giới. Đợi đến khi những xưởng sản xuất của họ được xây lên, ảnh hưởng của Giang Thành chúng ta đối với ngành điện từ cả nước sẽ tăng hơn rất nhiều. Điều Mộng Yên nói, đây đều là công lao của chủ nhiệm Trương cả, không chỉ Lam Tinh, còn có cả tập đoàn Thiên Kiêu nữa, còn cả tập đoàn Hải Đức,
những tập đoàn này đầu tư vào Giang Thành, đã làm cho ảnh hưởng trong nước của Giang Thành ngày càng lớn. Là một trong những nhà đầu tư vào Giang Thành, tôi cảm thấy rằng khu khai phá đang ngày càng biến đổi mạnh mẽ. Những lời này của Kiều Mộng Yên đều khen Trương Dương cả, Trương Dương nghe mà ong cả đầu, nghĩ đi nghĩ lại, mình thật sự làm khá được ở phòng chiêu thương đấy chứ, có điều mọi người đều có thói quen bỏ ngoài tai những thành tích của hắn mà chỉ nhăm nhe vào lỗi lầm của hắn. An Ngữ Thần đột nhiên xen vào, sư phụ, anh có nhiều thành tích chính trị thế này, nhất định là thăng quan rồi, gì ấy nhỉ, giờ chẳng phải là chính sở rồi sao? Ô, An Ngữ Thần quả thật là chẳng biết lựa lời mà nói gì hết, từ ngay Trương Dương lên được chức phó sở, bèn bắt đầu dừng bước không tiến được lên nữa, đương nhiên điều này có liên quan đến quy định trong thể chế, nếu nói thật ra, thì tốc độ thăng tiến của Trương Đại Quan đã rất nhanh rồi, từ một người chẳng là ai trong vòng 2 năm lên được chức phó sở, và nhảy vào được vị trí phó chủ nhiệm phòng chiêu thương Giang Thành, tốc độ này có thể dùng hình tượng tên bắn để hình dung. Trương Dương trừng mắt với An Ngữ Thần, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Kiều Mộng Yên cười nói, người không nên tham quá, năm nay anh mới bao nhiêu tuổi chứ? Với độ tuổi thế này, mà đã đạt được cấp vậy có gì chưa bằng lòng chứ? Trương Dương nói, tôi cũng chẳng có gì không bằng lòng, tôi cũng chẳng phải là một người tham quyền háo sắc, tôi chỉ cảm thấy rằng, cán bộ như tôi mà không được trọng dụng, là một sự tổn thất lớn cho Giang Thành, là tổn thất lớn đối với lão bách tính Bình Hải. Kiều Mộng Yên và An Ngữ Thần đồng thanh nói, là tổn thất lớn cho cả nhân dân Trung Quốc. Trương Dương mặt cười nhăn nhở nhìn Kiều Mộng Yên, hay là cô gọi điện thoại cho Kiều Lão, cho tôi cái chứ thị trưởng gì đó tôi làm xem thế nào. Đỗ Thiên Dã thật sự là phục hắn ta, cái miệng của hắn không kiêng kỵ bất cứ lời nào hết. Kiều Mộng Yên tiếp xúc với Trương Dương càng nhiều, thì càng hiểu hắn, đương nhiên không tin những lời hắn nói, mỉm cười đáp có cần gì phải phiền phức vậy. Nhạc phụ tương lai của anh là tỉnh trưởng Bình Hải, cha nuôi của anh là phó thủ tướng Văn, muốn thăng quan tiến chức thì đâu cần phải đi đường vòng như vậy. Trương Dương thở dài nói, trong thiên hạ này, những người không dựa vào ô dù, mà dựa vào sự nỗ lực bản thân như tôi thật sự quá ít ỏi, các cô nói xem có phải tôi rất xuất sắc không? Đỗ Thiên Dã cũng thật bó tay với cái mặt dày của hắn, dù sao thì tôi không cảm thấy vậy. Kiều Mộng Yên nói, tôi cũng không thấy vậy. An Ngữ Thần lắc đầu, tôi cũng thế. Ô, đêm đó An Ngữ Thần cùng Trương Dương đi đến khu biệt thự gỗ, tính cô ấy rất ngây thơ, không để ý người ta nói gì về mình, còn Trương Dương thì càng chẳng thèm để ý, danh tiếng của hắn ở GT vốn đã chẳng ra gì, kệ người khác nói gì thì nói, xấu chút nữa cũng chẳng sao. Mấy người chia tay ở ngoài khách sạn, Kiều Mộng Yên đưa Đỗ Thiên Dã về khu nhà thị ủy, Trương Dương lái xe đưa An Ngữ Thần đến biệt thự gỗ. Khi chiếc xe Jeep đến Nam Hồ Túy, bỗng nhiên chết máy, Trương Dương xuống xe, nhấc mui xe lên xem. Đáng tiếc hắn chẳng hiểu gì về xe hơi cả. An Ngữ Thần mở cửa xe nhảy xuống nói, sao thế? Cái xe nát này của anh toàn dở chứng. Trương Dương nói, tôi cũng chẳng biết nữa, có thể là bị va chạm mấy lần nên máy ở trong có vấn đề rồi. Dạo gần đây thường xuyên leo trèo vào ổ gà ổ trâu, thật là phiền phức quá đi. Gió bên hồ rất lớn, An Ngữ Thần chỉ mặc chiếc áo mỏng, đứng một lúc bị gió thổi hắt xì hơi mấy cái. Đi đến đằng sau xe lấy bộ quần áo thể dục cho An Ngữ Thần mặc vào, chỉ căn biệt thự sáng đèn đằng xa rồi nói, không còn xa nữa đâu, chúng ta đi bộ ra đó đi. An Ngữ Thần gật đầu, cô lấy hành lý từ trong xe xuống, Trương Dương khóa xe cẩn thận, giúp cô cầm hành lý, hai người men theo bờ hồ bước chậm chậm, Trương Dương nói, mẹ tôi ở nhà đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. An Ngữ Thần lúc này mới phát hiện mẹ của Trương Dương cũng ở Giang Thành, ngay lập tức dừng bước, hơi lưỡng lự nói, Trương Dương, dì Từ có ở đây à, tôi thấy, tôi về ở khách sạn thì tốt hơn. Trương Dương nói, sao thế? Hắn nhìn thấy thái độ của An Ngữ Thần mới nhớ lại năm nào An Ngữ Thần giả làm bạn gái hắn ta, liền cười ha ha. An Ngữ Thần đỏ mặt nói, mẹ anh không thích tôi đâu. Trương Dương nói, cô là đồ đệ của tôi, có phải là vợ tôi đâu cơ chứ? Bà thích cô hay không đâu có liên quan gì đến cô. An Ngữ Thần nói, vì tôi là đồ đệ của anh, vì thế nên mới không muốn làm anh mất mặt. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, việc đó đã qua lâu vậy rồi, mẹ tôi đã quên từ lâu rồi, hơn nữa hai người đâu phải lần đầu tiên gặp nhau, lần nào bà cũng rất khách sáo với cô còn sợ gì? Có phải là làm việc gì không dám ngẩng đầu nhìn mọi người đâu? An Ngữ Thần nghe hắn nói vậy ngay lập tức cảm thấy dũng cảm hẳn lên. Đúng vậy, mình sợ gì cơ chứ? Sao cô ấy lại sợ mẹ của Trương Dương cơ chứ?
Từ Lập Hoa không ngờ con trai mình đưa An Ngữ Thần về, đúng giống như An Ngữ Thần nói, ngay từ đầu ấn tượng của Từ Lập Hoa với cô đã không tốt, nhưng ngoài mặt Từ Lập Hoa rất khách sáo, bà càng khách sáo, An Ngữ Thần càng cảm thấy ngại ngùng. May mà Từ Nhân Như và An Ngữ Thần đều rất quen thuộc, khi cô đi đến Hồng Kông, An Ngữ Thần đối tiếp cô rất nồng hậu, giờ đây An Ngữ Thần đến Giang Thành, thì cô ta cũng phải đối đáp trả. Khi Hồ Nhân Như chuẩn bị phòng cho An Ngữ Thần, Từ Lập Hoa kéo Trương Dương đến một bên nói, cái thằng tiểu tử thối này, thế này làm sao được? Con thế nào ạ? Trương Dương biết rằng mẹ mình lại sắp lên lớp, hắn xua tay nói, mẹ ơi mẹ đừng nói nữa, con biết mình phải làm thế nào mà, mẹ yên tâm, An Ngữ Thần là đồ đệ của con, người ta từ Hồng Kông đến đây, con không thể nào để cho người ta củ bất củ bơ được, mẹ đừng nghĩ linh tinh nhé, trước kia nói là bạn gái của con, nhưng chỉ là trêu mẹ thôi, thật ra giữa chúng con không có gì cả. Từ Lập Hoa bán tín bán nghi nhìn con trai mình, thằng con trai này của bà thật là lắm con gái ở xung quanh, Từ Lập Hoa thật không yên tâm, bà chính trọng nói, con trai à, người ta đều là con gái nhà tử tế, chúng ta không thể làm hại người ta đâu. Trương Dương cười đau khổ nói, mẹ à, có mẹ đứng nhìn ở bên ngoài, còn có gì mà không yên tâm chứ, thế này đi ạ, tối nay con ngủ ở căn phòng nhỏ chỗ cửa, mẹ khó cửa vào, để con ở ngoài được chưa? Từ Lập Hoa dùng ngón tay chỉ vào đầu hắn, nếu như con dám làm chuyện gì xấu, thì mẹ sẽ từ con đấy. Trương Dương thật sự đã ra căn phòng nhỏ chỗ cửa ra vào, dù sao thì mẹ cũng chẳng ở Giang Thành được mấy ngày nữa, hắn vẫn phải làm cho bà yên tâm, nói thật lòng, Trương Đại Quan gần đây nhịn đến khó chịu, có mẹ đứng nhìn chằm chằm ở bên cạnh, cơ hội của hắn và Từ Nhân Như không có chút nào. Một mình nằm trên chiếc giường nhỏ, bật tivi, nghĩ ngợi linh tinh, mấy tiết mục trên tivi chẳng phải là quảng cáo thì cũng là thời sự, Trương Dương tắt tivi, mở cánh cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này gió đã nhẹ đi, đêm đã về khuya, chẳng có bóng người, trên nền trời đen kịt điểm một vài vì tinh tú lấp lánh, bầu trời đêm khi còn ở đời tùy chẳng khác gì với bây giờ, ngước mắt nhìn dải ngân hà, sẽ làm cho người ta có cảm giác rằng, hình như tất cả mọi việc đều chưa hề thay đổi. Khi mới đến thế giới này, Trương Dương từng nghĩ nếu như mọi việc chưa từng thay đổi thì tốt biết bao, nhưng hắn ở thế giới này ngày càng lâu, càng quên đi quá khứ bản thân, có điều, có một điểm hắn có thể chắc chắn, hắn càng ngày càng thích thế giới này. Ánh đèn vàng chiếu ra từ ô cửa sổ tòa biệt thự, Trương Dương thấy ở cửa sổ, Hồ Nhân Như và An Ngữ Thần đang kề vai đứng, hai người đều đang nhìn hắn, trên mặt nở nụ cười, mẹ hắn đã đuổi cái tên có nhân tố không an định này ra khỏi biệt thự, xem ra bà thật sự không tin tưởng con trai mình rồi. Trương Dương nhẹ nhàng nói, ngủ thôi, ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp. Ô, Trương Đại Quan nhất định không thể trở thành một người dự báo thời tiết, vì ngày hôm sau không những không phải là một ngày nắng đẹp, mà lại còn là một ngày mưa gió. Trương Dương từ sớm đã bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc, cuộc gọi đến là của La Tuệ Ninh, từ tối qua đến giờ, bà không liên lạc được với con cha, nên rất căng thẳng lo lắng. Trương Dương an ủi La Tuệ Ninh vài câu, dù sao thì Văn Hạo Nam cũng là người trưởng thành rồi, dù là có chịu đau đớn về mặt tình cảm thì cũng không đi làm điều dại dột. Hắn bảo La Tuệ Ninh yên tâm, còn mình đi tìm Văn Hạo Nam, chỉ cần anh ta còn ở tại Giang Thành, ngay lập tức sẽ gọi điện cho La Tuệ Ninh. Trương Dương không kịp ăn sáng, lái xe của Hồ Nhân Như đến Nhất Chiêu chính phủ thành phố, đến Nhất Chiêu mới phát hiện ra, Văn Hạo Nam tối qua đã trả phòng rồi, điện thoại của anh ta tắt máy, Trương Dương lúc này mới cảm thấy lo lắng. Hắn gọi điện cho Tần Manh Manh, hỏi chỗ ở của Văn Hạo Nam, Tần Manh Manh nói, từ tối qua sau khi chia tay với Văn Hạo Nam, cô ta không liên lạc với anh ta nữa. Trương Dương chỉ có thể liên lạc với Đỗ Thiên Dã, hắn nói với Đỗ Thiên Dã một lượt tình hình, rồi nói, tôi thấy việc này không ổn lắm, vừa nãy Tần Manh Manh nói với tôi rồi, tối qua cô ta đã nói tất cả mọi điều cho Văn Hạo Nam nghe, bảo anh ta về sau đừng đến tìm cô ấy nữa, anh nói xem, có phải Văn Hạo Nam vì buồn quá, nên đi làm chuyện dại dột hay không? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Đỗ Thiên Dã hiểu Văn Hạo Nam hơn Trương Dương rất nhiều. Y bình tĩnh nói với Trương Dương, anh đừng làm bừa, Hạo Nam là một người rất lý trí, bên nặng bên nhẹ anh ta rất rõ, không thể làm chuyện dại dột được, có lẽ đã về Bắc Kinh rồi. Anh báo cảnh sát làm gì? Muốn gây trò cười. Trương Dương nói, nhưng tối qua anh ta trả phòng rồi không thấy đâu nữa, mẹ nuôi to lo lắng lắm. Đỗ Thiên Dã nói, một người trưởng thành có năng lực chịu trách nhiệm cho hành động của anh ta, anh cũng đừng xen vào vội, cứ chờ đi đã. Nói không chừng tí nữa sẽ nhận được tin tức của anh ta thôi. Sự việc này quả nhiên bị Đỗ Thiên Dã đoán trúng rồi, hơn 10 giờ sáng La Tuệ Ninh gọi điện đến, nói với Trương Dương,
Văn Hạo Nam đã đến Bắc Kinh, cả người đều rất mệt mỏi tiều tụy, giống như bị ốm vậy, về đến nhà là ngủ như chết, không nói câu nào. La Tuệ Ninh muốn hỏi Trương Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Dương cũng không giấu gì, nói chuyện Tần Manh Manh từ chối Văn Hạo Nam, La Tuệ Ninh nghe xong thở ra một hơi, từ lúc biết việc Tần Manh Manh có một đứa con riêng, La Tuệ Ninh sợ rằng con trai mình sẽ tiếp tục dính với cô ta, mặc dù bà là một người thoáng, nhưng không thể chấp nhận việc con trai mình yêu một người đàn bà đã có một đứa con trai, Văn gia là nhân vật nổi như cồn, nếu như con trai quả thật lấy Tần Manh Manh, thì có lẽ nhà họ sẽ bị cười chết mất. Về chuyện hôn nhân của con cái, La Tuệ Ninh đã thất bại một lần, bà chắc chắn không chịu thất bại thêm lần nữa. Sau khi cúp máy, DT bắt đầu tin lời nói của Đỗ Thiên Dã, tình cảm của Văn Hạo Nam không thể đánh thắng được lý trí của anh ta, cái gì nặng, cái gì nhẹ, anh ta rất rõ ràng. Giờ đây sự đau thương và suy sụp của anh ta biểu lộ ra có lẽ chỉ là tạm thời, không bao lâu sau, anh ta sẽ hồi phục lại là một Văn Hạo Nam bình tĩnh như trước. Ô! Điều làm cho mọi người vui vẻ là, sau 23 phẫu thuật, Tần Hoan đã tỉnh dậy, mặc dù cậu bé không nói được, nhưng hai ánh mắt rất linh hoạt, tìm đến chỗ của Tần Manh Manh, ngay lập tức nhìn cô ta. Vành mắt Tần Manh Manh chợt đỏ, cô ta mặc bộ quần áo vô trùng, ngồi bên cạnh giường bệnh, từ sau cuộc phẫu thuật, cô ta chưa nghỉ ngơi chút nào, nắm chặt tay con trai, cảm giác rằng bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hoan cũng đang nắm chặt lấy tay cô ta vậy. Tần Manh Manh nghẹn ngào, con trai ơi, mẹ! Mẹ có lỗi với con. Miệng Tần Hoan động đậy gì đó, rồi lại ngủ thiếp đi. Phu tử Lương kiểm tra một lượt cho Tần Hoan xong, mỉm cười nói, yên tâm đi, tình trạng hồi phục sau mổ của cậu bé rất tốt, cô đã thức một ngày một đêm rồi, mau về nghỉ chút đi, ở đây đã có các bác sĩ và y tá, còn có nhiều người như thế này, đủ rồi, cô về nghỉ đi. Tần Manh Manh lắc đầu, cô nắm chặt tay con trai, không muốn rời đi. Phu tử Lương thở dài. Ông ta không định khuyên bảo tiếp nữa, khi đang chuẩn bị rời đi, thì thấy Tần Manh Manh đổ gục xuống, ông ta vội vàng đỡ lấy Tần Manh Manh, rồi cùng các y tá đưa Tần Manh Manh lên giường. Tần Manh Manh không sao cả, chỉ là quá mệt mỏi. Khi Trương Dương đến, mẹ hắn Từ Lập Hoa và cả Hồ Như Nhân đều đang đứng trước giường Tần Manh Manh, sắc mặt của cô ta xanh xao, và đang ngủ rất ngon. Từ Lập Hoa ra hiệu cho hắn ta im lặng. Trương Dương đi ra ngoài, Hồ Như Nhân cũng đi theo. Nhỏ giọng nói, cô ấy đã ở đó một ngày một đêm, giờ không chịu nổi nữa. Trương Dương biết rằng Tần Manh Manh rất ăn năn với Tiểu Hoan, thời gian này nhất định Tần Manh Manh ăn không ngon ngủ không yên, hai tầng áp lực từ cơ thể và tinh thần, đã làm cho cô ấy ngã gục. Trương Dương nói, anh vừa hỏi tiến sĩ Vu, tình trạng phục hồi của Tiểu Hoan rất tốt, mấy ngày này, mẹ và em đã chịu vất vả chút vậy, ở bên cạnh giúp đỡ Tần Manh Manh một chút. Hồ Nhân Như nói, còn cần anh nói à? Anh yên tâm đi, em bỏ hết mọi việc, yên tâm phục vụ con trai yêu quý của anh. Trương Dương cười nói, con trai của anh là con trai của em. Hồ Như Nhân đỏ mặt, đừng nói bừa, con nuôi thôi. Trương Dương nói, sao? Có phải em muốn sinh cho anh một đứa con của chúng ta? Hồ Như Nhân không nói gì, cắn cắn môi, nhưng dáng điệu e dè đó đã nói rõ tất cả. Chương 314, dùng pháp luật ép người. Sau khi Tần Hoan phẫu thuật được 48 tiếng đồng hồ, Trương Dương bắt đầu cắm châm vào người cậu bé, thúc đẩy kinh mạch, tránh việc tụ máu. Tần Hoan đã thức dậy, đôi mắt nhìn Trương Dương. Trương Dương cười nói, đau không? Tần Hoan chớp chớp mắt, Trương Dương day day huyện đạo trên người cậu bé nói, mấy ngày nữa là con lại được nhảy nhót như xưa rồi. Đúng rồi, vừa nãy dì Yên Nhiên của con có gọi điện đến, nghe nói con phẫu thuật thành công gì ấy rất vui, còn nói đợi đến khi con khỏi bệnh, sẽ đưa con đi Mỹ. Dắt con đến Disney xem chuột Mickey và vịt Donald đấy. Trên gương mặt Tần Hoan lộ ra vẻ vui mừng. Trương Dương thu kim châm lại, ấn vào huyệt ngủ của Tần Hoan, để cậu bé nghỉ ngơi tiếp, đứng dậy rời khỏi phòng giám hộ, gặp Phu Tử Lương và Tần Manh Manh ở cửa, hai người đều rất thoải mái. Phu Tử Lương cười nói, cuộc phẫu thuật rất thành công, và sự hồi phục sau phẫu thuật cũng rất lý tưởng. Giờ đây ông ta đã hiểu nhiều hơn về y thuật của Trương Dương. Biết rằng người trẻ tuổi này mặc dù không có chứng nhận y khoa gì hết, nhưng trình độ chữa bệnh của anh ta lại vượt hơn người khác một bậc, đáng tiếc mỗi người có một chí hướng, Trương Dương hình như chẳng có hứng thú gì với y học. Khi Vu Tử Lương bước vào kiểm tra cho Tần Hoan, Tần Manh Manh đứng ngoài nói chuyện với Trương Dương, nghe nói Văn Hạo Nam đã về Bắc Kinh, Tần Manh Manh cũng yên tâm, giống như cô đã nói, nếu không trở thành người yêu, thì vẫn có cơ hội làm bạn với nhau. Trương Dương lại nói ý của Sở Yên Nhiên một lần nữa.
Tần Manh Manh nói, tôi đã xin xuất ngũ rồi, nếu như thuận lợi, thì sẽ được đồng ý trong mấy ngày nay thôi, tôi định chăm sóc Tần Hoan nhiều hơn nữa. Giúp tôi nói với Yên Nhiên, cảm ơn ý tốt của cô ấy, đợi sau khi Tần Hoan phục hồi, có lẽ tôi sẽ gọi điện đến làm phiền cô ấy. Trương Dương cười nói, không cần phải khách sáo như vậy, chúng ta vốn là người một nhà, Yên Nhiên bảo Tiểu Hoan qua đó còn có một lý do khác, đó là trình độ y khoa ở Mỹ rất cao, điểm này tiến sĩ Vu cũng công nhận. Tần Manh Manh gật đầu, cô ta cảm ơn chân thành, thời gian này may mà có người nhà anh giúp đỡ Tần Hoan, nếu không có các bạn, tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Trương Dương cười nói, tôi đã nói không cần phải nói mấy câu khách sáo đó nữa mà, sao lại bắt đầu rồi? Tần Manh Manh nói, tôi không nói, được, về sau tôi không nói nữa. Khi Trương Dương đang chuẩn bị cáo từ, thì điện thoại reo lên, khi vừa bắt máy đã nghe thấy giọng phấn khích của Chu Hiểu Vân, chủ nhiệm Trương, anh về đây mau đi. Phòng chiêu thương của chúng ta đánh nhau rồi. Trương Dương vừa nghe ngớ người ra, ở cái phòng chiêu thương đó ngoài hắn ra còn ai dám công khai đánh nhau chứ? Có điều ngữ khí của Chu Hiểu Vân làm hắn rất khó chịu, đánh nhau rồi thì thôi, thế này chẳng phải cô lấy chuyện đó ra làm trò đùa à? Trương Dương nói, cô rất vui sao? Chu Hiểu Vân đáp lời, đương nhiên là vui rồi, anh có biết ai bị đánh không? Rồi cô ta ngay lập tức ngừng lại, ngữ khí thận trọng hơn, Tiêu Quế Đường. Trương Dương cũng vui rồi, cái tin Tiểu Quế Đường bị đánh thật đáng để vui mừng, theo lý thường thì đáng lẽ phải là hắn đánh ông ta mới đúng chứ, ai lại cướp chỗ mình vậy? Chu Hiểu Vân nói, Trương Duệ Dung thật là lợi hại, cho ông ta hai cái tát, một cái thụi vào lưng đã làm cho Tiêu Quế Đường gần chết, giờ đây ông ta đang nằm kêu oai oái dưới đất. Chủ nhiệm Trương, anh mau về đây, về muộn rồi không được xem màn hay đâu. Trương Dương cụp máy, rồi chạy thẳng vào lão viện ủy. Ô, khi Trương Dương về đến phòng chiêu thương, nhìn thấy trong đó có một chiếc xe cảnh sát, hai anh cảnh sát khu gần đó cũng vừa mới đến, thấy Trương Dương, hai người cười chào Trương Dương, Trương Dương nói, ngọn gió nào đưa các anh đến đây thế này. Người sở phó trong đó nói, vừa nãy có người ở phòng chiêu thương của các anh gọi điện đến báo án. Nói có người bị đánh, vì thế chúng tôi qua đây xem. Trương Dương nói, không sao đâu, nội bộ mâu thuẫn thôi, để chúng tôi tự giải quyết. Không cần phải làm phiền đến các anh. Hai người cảnh sát cũng không muốn lằng lằng vào chuyện này, Trương Dương là ai cơ chứ? Họ biết rất rõ ràng, người ta không muốn họ quản nhiều chuyện, họ cũng chẳng muốn quan tâm. Người phó sở trưởng đó nói, chủ nhiệm Trương, nếu đã không có chuyện gì, thì chúng tôi về trước đây. Đừng đi chứ, chưa rồi. Ở lại đây ăn cơm đã rồi hắn đi. Trương Dương tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng cơm của Trương Đại Quan có phải ăn dễ dàng được đâu. Phó sở trưởng cười nói, anh về giải quyết mâu thuẫn nội bộ trước đi ạ. Hôm nay chúng tôi không làm lỡ việc của anh nữa, để lần sau làm phiền vậy. Trương Dương tiến chiếc xe cảnh sát đi, lúc này mới ung dung bước vào phòng chiêu thương. Khi đi qua phòng cải cách xí nghiệp, Trương Dương cố tình nhìn vào phòng làm việc chủ nhiệm. Cánh cửa phòng đóng kín, Mã Hoa Thành chắc chắn đang ở trong đó. Nhưng tên này rất gian xảo, gặp phải chuyện này nhất định sẽ trốn cho thật kỹ. Trong phòng chiêu thương là một màn náo loạn, Tiêu Quế Đường ôm mặt ngồi dưới đất kêu oai oái, một đám thanh niên xúm xít xung quanh, nhìn cảnh tượng trước mắt, muốn làm ra vẻ quan tâm, nhưng những thái độ lộ ra đều là đến xem trò cười cả. Mấy vị phó chủ nhiệm đến đó khuyên Tiêu Quế Đường, thấy Trương Dương đến rồi, mỗi người đều tức giận nói, chủ nhiệm Trương, cuối cùng anh cũng đến rồi. Anh xem kìa, chủ nhiệm Tiêu bị đánh vậy đó. Một tiểu nha đầu mà lại dám hỗn hào thế, thật là dã man. Trương Dương thấy dáng vẻ đáng thương của Tiêu Quế Đường, trong bụng rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, chủ nhiệm Tiêu, sao lại thành thế này cơ chứ? Ai to gan tày trời, dám đánh ông vậy? Tiêu Quế Đường vừa kêu oai oái vừa nói, Trương Duệ Dung, tôi gọi cảnh sát rồi, chủ nhiệm Trương, anh xem anh tuyển dụng loại người đó vào làm đấy. Chỉ là một lũ lưu manh, vô lại. Trương Dương ngay lập tức xa sầm nét mặt, ý của ông là gì thế? Việc ông bị đánh liên quan gì đến việc tuyển dụng của tôi? Mấy vị phó chủ nhiệm vây lên, chủ nhiệm Trương, lúc đầu chúng tôi đã khuyên anh, những người này không có biên chế, cũng chẳng có phẩm chất chính trị gì hết, giờ thì anh thấy rồi đấy, hành động của họ dã man biết bao nhiêu. Trương Dương nhìn đám thanh niên đang đứng xem, cố ý nói, xem cái gì? Có gì đáng xem, chủ nhiệm Tiêu bị đánh các anh chị vui lắm có phải không? Đám thanh niên này có ai nghe không hiểu ý tứ của câu nói đó chứ, ai nấy bụng miệng cười quay đi. Tiêu Quế Đường nói, sao cảnh sát mãi mà không đến? Trương Dương bình tĩnh đáp, bị tôi bảo đi rồi. Tiêu Quế Đường trừng mắt,
hôm nay ông ta đầy một bụng tức, nghe câu này của Trương Dương ngay lập tức bùng phát ra, ông ta nhảy phát lên từ mặt đất, tức giận nói, anh dựa vào đâu mà đuổi cảnh sát đi chứ, tôi bị đánh rồi, mà anh lại còn đuổi cảnh sát đi bảo vệ đám người của anh. Trương Dương thở dài nói, phó chủ nhiệm Tiêu à, ông phải giữ phong độ chứ, chúng ta là lãnh đạo, cần phải chú ý hình tượng quần chúng của chúng ta, ông nhìn lại dáng điệu bây giờ của ông đi. Có phải bảo người ta đến đây là để làm trò cười không? Lúc này đầu óc của Tiêu Quế Đường mới dần bình tĩnh lại, cảm thấy hôm nay thật là mất mặt, bị một tiểu nha đầu đánh trước mặt mọi người, cái mặt già này về sau còn nhét vào đâu được nữa. Trương Dương nói, mấy người các anh đưa phó chủ nhiệm Tiêu đi bệnh viện kiểm tra đi đã, xem có chỗ nào bị thương không, những việc khác giao cho tôi xử lý, phó chủ nhiệm Tiêu, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ông một kết quả hài lòng. Tiêu Quế Đường gật đầu mạnh nói, câu này là câu anh nói đấy nhé, tôi tin anh một lần. Trương Dương trong lòng thầm cười, mẹ kiếp nhà ông tin hay không tin tôi thì có cái quái gì, chẳng lẽ tôi lại quan tâm đến điều đó sao? Sau khi khuyên được Tiêu Quế Đường đi, Trương Dương đến phòng làm việc của Trương Duệ Dung, Trương Duệ Dung đang thu đồ đạc, mặt cô hơi đỏ, xem ra cô cũng đang kích động lắm. Trương Dương ngồi vào chiếc ghế xoay, quay đi quay lại mấy cái, được đấy. Nhà đầu này, ra tay hay lắm. Trương Duệ Dung đưa một túi văn kiện cho Trương Dương, nói, đây là những văn kiện và tài liệu anh cần, tôi đã thu xếp xong rồi. Trương Dương nhìn tập tài liệu, đặt trên bàn, nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Trương, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng phải chúng ta từ trước đến giờ đều kính trọng người già sao? Trương Duệ Dung nói, tôi nhìn tức mắt quá, Tiêu Quế Đường nói xấu chủ nhiệm Thường sau lưng, loại người này thật là xấu tính, nên đánh. Trương Dương nói, có phải cô cảm thấy dù sao thì mình cũng đi rồi, nên cũng chẳng có trách nhiệm gì nữa, báo thù một thể. Trương Duệ Dung nói, có phải là đã gây rắc rối cho anh không? Trương Dương lắc đầu nói, tôi rất vui, đánh hay lắm, tên cáo già này, tôi đã muốn đánh ông ta từ lâu rồi, nhưng thật đáng tiếc, tôi phải nghĩ đến hình tượng của mình. Trương Duệ Dung nói, tôi thật sự không hiểu, với bản lĩnh của anh, việc gì phải chịu ấm ức ở chỗ này chứ? Trương Dương cười, biết rằng Trương Duệ Dung chắc chắn đã nghe cô hắn nói gì đó, nhẹ giọng nói, mỗi người có một chí hướng mà, mọi người đều có con đường đi của mình, ai mà biết đằng trước là con đường đầy ánh nắng mặt trời hay chỉ là cây cầu độc mộc. Trương Duệ Dung gật đầu, câu này của Trương Dương không sai, chẳng ai được miễn cưỡng ai. Cô đặt tất cả những đồ cần mang đi vào thùng, rồi ôm lên, tôi đi đây, việc của Tiêu Quế Đường nếu có gì phiền phức, thì tôi sẽ chịu, không có liên quan gì đến các anh. Trương Dương cười nói, dù sao tôi không nhìn thấy cô đánh ông ta, việc này thật sự chẳng có quan hệ gì với tôi cả. Trương Duệ Dung cười, ôm lấy hành lý đi ra cửa, dừng bước chân lại, cô quay người nói, tôi quên mất không nói với anh là một cấp trên không tồi đâu. Trương Dương nói, đến vị trí công việc mới, nếu như không như ý, có thể về đây. Trương Duệ Dung gật đầu, rồi đi ra ngoài. Ô, nhưng Trương Duệ Dung chưa kịp ra khỏi tòa nhà đã bị một đám thanh niên vây lấy, tên đứng đầu là Tiêu Kim Sơn, con trai của phó chủ nhiệm phòng chiêu thương Tiêu Quế Đường, y mở một công ty lắp ráp đồ kiến trúc ở gần đó, trong xã hội cũng có chút quan hệ, nghe nói cha bị người ta đánh, ngay lập tức gọi người chạy đến đây. Hơn 10 người vây chặt lấy Trương Duệ Dung, Tiêu Kim Sơn nhận ra cô ta, chỉ vào mặt Trương Duệ Dung nói, Trương Duệ Dung, mẹ kiếp, sao cô dám đánh cha tôi? Hắn giơ tay định đánh Trương Duệ Dung, nhưng nghe thấy trên lầu có một tiếng hét lớn, làm trò gì thế? Đây là cơ quan chính phủ, các người xông vào cơ quan chính phủ là phạm tội. Trương Đại Quan hét lên đầy nghiêm khắc ở trên ban công. Lúc này bên ngoài cửa lại xông vào hơn 10 tên trên mình đầy xăm trổ, rất nhiều nhân viên nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng thò đầu ra, cảnh này họ chưa từng nhìn thấy, không ai dám xông lên trước xem. Trương Dương không thèm để ý đến đám đó, hắn đi chậm chậm xuống lầu, đến trước mặt Tiêu Kim Sơn, che Trương Duệ Dung ở đằng sau, Tiêu Kim Sơn, anh có biết anh đang làm gì không? Dám đánh vào cơ quan chính phủ, anh thật là to gan đấy. Tiêu Kim Sơn tức giận nói, mày đừng có dọa tao, cha tao bị nó đánh, giờ đây đưa đi cấp cứu ở bệnh viện rồi, nó muốn đi à, đừng hòng, nó vừa đánh cha tao thế nào, giờ tao sẽ trả lại cho bằng hết. Trương Duệ Dung cười lạnh lùng nói, chủ nhiệm Trương, việc này không liên quan gì đến anh, để tôi tự giải quyết. Trương Dương biết rằng Trương Duệ Dung biết võ, nhưng đối phương có đến 20-30 người, cô ta là một cô gái chưa chắc đã chống cự được. Hơn nữa, Tiêu Kim Sơn đưa một đám đầu đường xó chợ đến đây làm loạn, không có chút phép tắc kỷ cương nào hết, không nói lớn như vậy, thì cũng chẳng cho Trương Dương hắn chút thể diện nào.
Trương Dương nói, Tiêu Kim Sơn, tôi cho anh một phút, anh đưa đám bạn bè của mình khỏi đây cho tôi. Tiêu Kim Sơn cũng bị chọc tức, hắn chẳng có thiện cảm gì với Trương Dương, bình thường ở nhà nghe cha hắn ấm ức chửi bới rất nhiều, mặc dù trong lòng vẫn hơi ngần ngại với Trương Dương, nhưng người ta đã bị ép thì chẳng còn nghĩ đến hậu quả nữa, huống hồ bên cạnh hắn nhiều đồng bọn thế này, Tiêu Kim Sơn không nhượng bộ nói, nếu như tôi không đi thì sao? Trương Dương cười, anh cứ thử xem. Tiêu Kim Sơn giơ tay đẩy vai Trương Dương, muốn đẩy hắn xê ra, đánh vào Trương Duệ Dung đứng đằng sau Trương Dương. Trương Dương nắm lấy tay hắn, nhấc chân đá vào bụng Tiêu Kim Sơn, làm cho Tiêu Kim Sơn hự một tiếng, hai đầu gối nhũn ra quỳ rạp xuống đất. Đám người mà Tiêu Kim Sơn dẫn đến đều đã nghe uy danh của Trương Dương, có điều trong số đó cũng có vài đứa liều, thấy Tiêu Kim Sơn bị đánh, tức giận xông lên, một trong số đó còn cầm dao. Tên này thật là ngu ngốc, còn dám mang vũ khí đến cơ quan nhà nước. Trương Duệ Dung vất hành lý trên tay sang một bên, nhảy lên không trung, đá mấy cước, hai tên côn đồ bị cô đá ngã ra mặt đất. Lúc này bên ngoài có tiếng còi cảnh sát, võ lực có thể cấp cứu, nhưng không thể giải quyết vấn đề triệt để, khi Trương Dương xuống lầu đã gọi điện cho cảnh sát. Sở cảnh sát ngay ở bên cạnh, họ ập đến đây rất nhanh. Đám côn đồ sợ hãi, muốn chạy trốn. Trương Dương làm sao có thể để cho chúng thoát, hắn vây chặt lấy tên cầm dao, nói, mẹ kiếp, mày dám chơi dao ở cơ quan nhà nước à, mẹ nhà mày cũng thật là đen đủi đấy, bọn mày gặp xui cả rồi. Ô, Tiêu Quế Đường vốn giả bệnh ở bệnh viện, làm lớn việc này lên, nhưng không ngờ con trai của lão đã đến gây chuyện ở phòng chiêu thương, theo tin tức lão vừa nhận được, sở cảnh sát bắt khá nhiều trong đám đồng bọn của con trai ông ta, Tiêu Quế Đường thầm kêu khổ. Thằng con trai này của ông ta thật là chẳng biết nghĩ cho bố nó gì hết, rõ ràng là hôm nay thế bài đã rơi vào tay ông ta, nhưng vì thằng con làm lớn chuyện, vì vậy người ta đã giành được lý lẽ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc này cũng khó trách con trai ông ta kích động. Người làm cha như ông ta bị tát mấy nhát ở đơn vị làm việc, là phận làm con chẳng lẽ không thể đi đòi công lý cho cha mình sao? Tiêu Quế Đường cũng chẳng còn nghĩ được đến việc giả bệnh nữa, ông ta đến sở cảnh sát, mới biết được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Sở trưởng sở cảnh sát nói với ông ta, đám người Tiêu Kim Sơn mang theo còn cầm hung khí đến gây chuyện ở lão thị ủy, việc này rất nghiêm trọng, chủ nhiệm Trương đã yêu cầu cần phải điều tra đến cùng. Tiêu Quế Đường nghĩ một chút là đã hiểu ra, Trương Dương lần này nắm dao đằng đuôi, hắn muốn mượn cớ này gây chuyện một phen, sự phát triển của sự việc làm cho Tiêu Quế Đường rất bực bội, khi ông ta bị đánh, người của cảnh sát mãi không xuất hiện, còn khi con trai ông ta đi đòi công lý, thì đám người này đến nhanh lắm. Tiêu Kim Sơn thấy cha cũng chịu ấm ức, hắn bị Trương Dương đánh một trận, hai mắt thâm quầng, những người hắn mang theo chỉ là dở trò hùng hậu thôi, chứ thật ra những người thật sự đánh được chẳng mấy ai, hắn cũng không ngờ còn có người mang theo dao đi nữa, nhưng giờ nói gì cũng đã quá muộn. Tiêu Kim Sơn nói, cha à, con chỉ muốn đòi công bằng cho cha, không muốn đánh vào cơ quan nhà nước gì hết, là Trương Dương đã bày trò hãm hại con. Tiêu Quế Đường chẳng lẽ không hiểu hay sao? Ông ta thở dài nói, được rồi. Sự việc này ta đã rõ, con cũng đừng sợ. Cha bảo đảm con không sao. Khi nói câu này Tiêu Quế Đường cũng không chắc chắn lắm, nhưng ông ta có thể nhận ra con trai mình đã rất sợ. Vào lúc như thế này, người làm cha cũng cần làm cho con trai tin tưởng, cổ vũ con trai. Sau khi Tiêu Quế Đường rời khỏi sở cảnh sát, đến thẳng chính phủ thành phố, ông ta không đi tìm Trương Dương. Ông ta cho rằng về sự việc này, mình không nên thỏa hiệp, nếu như đi tìm Trương Dương, thì có nghĩa là đã chịu thỏa hiệp rồi. Và cũng có nghĩa là cúi đầu trước hắn ta, Tiêu Quế Đường cũng có lòng tự trọng của ông ta, việc như thế này nhất định ông ta sẽ không làm. Vì vậy Tiêu Quế Đường chọn cách đến chính phủ thành phố, ông ta đi tìm lãnh đạo cấp trên báo cáo tình hình. Gần đây đều do Phó Thị trưởng Nghiêm Tân Kiến quản lý công việc của phòng chiêu thương, Tiêu Quế Đường gặp Nghiêm Tân Kiến dễ hơn so với gặp Tả Viên Triều nhiều. Quan hệ giữa Nghiêm Tân Kiến và Tiêu Quế Đường từ trước đến giờ đã khá tốt, với loại đồng chí già như Tiêu Quế Đường này. Nghiêm Tân Kiến cũng rất khách sáo. Việc xảy ra ở đại viện lão thị ủy vẫn chưa truyền đến tai y, Nghiêm Tân Kiến thấy mặt Tiêu Quế Đường sưng húp híp, không khỏi ngỡ ngàng, trên mặt Tiêu Quế Đường vẫn còn in hẳn vết ngay. Ông ta phẫn nộ nói, thị trưởng Nghiêm, lần này anh nhất định phải giúp tôi. Nghiêm Tân Kiến thấy điệu bộ đó của ông ta, trong lòng trầm xuống, người đầu tiên mà y nghĩ đến là Trương Dương, tên này nhất định đánh Tiêu Quế Đường rồi. Nghiêm Tân Kiến lộ vẻ quan tâm nói, ôi trời, lão Tiêu, sao thế này? Ngồi xuống đi đã, nói cho tôi nghe xem. Tiêu Quế Đường tức tối nói chuyện Trương Duệ Dung tát vào mặt ông ta, Nghiêm Tân Kiến giờ mới hiểu, mỗi hồi lâu,
hóa ra là Tiêu Quế Đường bị một con nhóc đánh, trong lòng vừa thấy tức vừa thấy buồn cười, nhìn thấy dáng điệu thê thảm của Tiêu Quế Đường, y cố nén cười, nói, lão Tiêu à, tiểu nha đầu này sao lại to gan vậy chứ? Tiêu Quế Đường nói, thị trưởng Nghiêm, anh cảm thấy có vấn đề đúng không? Nếu như không có ai đứng đằng sau cô ta có dám như vậy không? Nghiêm Tân Kiến là người trong nghề, y vừa nghe đã nhận ra Tiêu Quế Đường đang đẩy mâu thuẫn lên đầu Trương Dương, Nghiêm Tân Kiến đáp, thế này đi, tôi đi hỏi về vấn đề này, đối với những người trẻ tuổi trong mắt không có lãnh đạo này, nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Không được tha. Tiêu Quế Đường trong lòng nghĩ, Trương Duệ Dung đã từ chức rồi, ông đi xử lý thì cũng có làm được gì. Mục đích chủ yếu lần này ông ta đến tìm Nghiêm Tân Kiến không phải là vì xử lý Trương Duệ Dung, ông ta thở dài nói, thị trưởng Nghiêm à, con trai tôi nghe nói Trương Duệ Dung đánh tôi, thế là nó đã gọi mấy người bạn tới tìm cô ta để nói lý, nhưng đến phòng chiêu thương, xảy ra xung đột với Trương Dương, kết quả Trương Dương đánh cho con trai tôi một trận, còn báo cảnh sát bắt nó nữa chứ, nói rằng con trai tôi dẫn người đi công kích vào cơ quan nhà nước. Nghiêm Tân Kiến nhìn sang Tiêu Quế Đường, nói chuyện một hồi lâu mà ông ta giờ mới lòi ra mục đích thật sự của mình, Trương Dương làm thế này cũng thật là hiểm, vốn là Trương Duệ Dung đánh người là sai, Tiêu Kim Sơn muốn giành lại lý lẽ cho cha anh ta cũng không có gì không đúng, nhưng cái sai của Tiêu Kim Sơn là sai ở việc dẫn người đi gây chuyện, mặc dù phòng chiêu thương không nằm trong chính phủ thành phố, nhưng đó cũng là cơ quan nhà nước, anh dẫn một đám thanh niên vào đó gây chuyện, chẳng phải bằng với việc chủ động đưa người ta nắm đằng chui sao. Nghiêm Tân Kiến hiểu rõ chuyện này, trong lòng thầm nói, Tiêu Quế Đường à Tiêu Quế Đường, ông cũng đừng có tức giận nữa, lần này con trai của ông làm không ra gì, trúng vào sọt của người ta, trận đánh này của ông phải tự chịu rồi. Tiêu Quế Đường thấy Nghiêm Tân Kiến không nói gì, chỉ có thể dở giọng thương hại, thằng con trai đó của tôi thật thà như đếm, sao nó có thể làm chuyện phản lại xã hội chủ nghĩa cơ chứ? Thị trưởng Nghiêm à, tôi là người làm cha đã chịu nhục, con trai nhà ai có chịu được nỗi nhục này cơ chứ? Thanh niên sốc nổi làm sai chuyện cũng là lẽ thường tình, làm sao lại quy kết nó vào tội công kích cơ quan nhà nước được. Nó cũng đã làm điều gì xấu xa đâu, người bị đánh cũng là nó, thị trưởng Nghiêm à, anh giúp tôi đòi lại công lý đi. Nghiêm Tân Kiến nói, lão Tiêu à, ông đừng lo lắng, thế này đi, tôi liên lạc với Trương Dương chút đã, hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì. Sau khi nói rõ mọi việc xong tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh, ông thấp thế nào. Tiêu Quế Đường gật đầu, cảm ơn thị trưởng Nghiêm, ông ta cũng chẳng có ý rời đi. Nghiêm Tân Kiến thấy ông ta ngồi lì ở đó, nghĩ rằng chắc chắn ông ta bám dính lấy mình rồi, nghĩ lại việc này cũng không nhắm mắt làm ngơ được, thế là ông nhấc điện thoại gọi cho Trương Dương. Trương Dương rất khách sáo, thị trưởng Nghiêm, ông tìm tôi có việc gì không? Nghiêm Tân Kiến nói, phòng chiêu thương của các anh hôm nay thật náo nhiệt đấy, xem ra ngày mai tôi phải đổi tên phòng chiêu thương thành hội đấu võ rồi. Trương Dương đã nghe thấy ý của Nghiêm Tân Kiến, cười ha ha nói, thị trưởng Nghiêm, Tiêu Quế Đường đến đó cáo trạng với ông rồi phải không? Nghiêm Tân Kiến nhìn sang Tiêu Quế Đường, trong lòng thầm nói đầu óc của tên này ngày càng nhanh nhạy, ông ta cố ý nói giọng trách móc thế là thế nào? Một người trẻ tuổi mà lại dám đánh lãnh đạo trước mặt quần chúng, có ra cái thể thống gì không chứ? Sự tôn nghiêm của lãnh đạo chúng ta ở đâu rồi? Kỷ luật của chúng ta ở đâu rồi? Hả? Trương Dương nói, thị trưởng Nghiêm. Ông đừng nghe ông ta nói nhăng nói bừa, Trương Duệ Dung có phải ông chưa từng gặp đâu, người ta đã từ chức hôm qua rồi, thủ tục cũng đã làm xong, có thể nói rằng giờ đây cô ấy chẳng có quan hệ gì với phòng chiêu thương nữa, tôi là phó chủ nhiệm phòng chiêu thương, phạm vi quản lý của tôi là phòng chiêu thương, còn ngoài phòng chiêu thương ra chẳng đến lượt tôi quản thúc. Nghiêm Tân Kiến đương nhiên biết rằng anh ta đang nói lý, giọng ông ta nghiêm khắc, việc này tôi chưa nói đến, nhưng con trai của chủ nhiệm Tiêu làm sao chứ? Người trẻ tuổi khó tránh có lúc bồng bột nông nổi, tôi thấy việc này thôi đi. Trương Dương cười nói, thị trưởng Nghiêm à, tôi tưởng là có chuyện gì lớn lắm kìa, việc này thì dễ giải quyết thôi mà, tôi cũng đang nghĩ xem nên làm thế nào đây. Ông nói xem, việc của phòng chiêu thương, đâu phải cứ có lệnh tôi là xong, chủ nhiệm Tiêu là đồng chí Lão Thành, việc này lại là do con trai của ông ta gây nên, tôi phải đi thương lượng với ông ta, tôi phải tôn trọng ý kiến của đồng chí cấp trên, phải không? Nhưng từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp được ông ấy, tôi thật sự không biết rằng thái độ của ông ấy thế nào nữa. Xem ra chủ nhiệm Tiêu xét cho cùng vẫn là đảng viên lâu năm, người ta muốn vì nghĩa mà quên tình thân kìa. Nghiêm Tân Kiên thầm mắng tên này không tha cho người khác, nói thêm vài câu nữa rồi cụp máy, cười hì hì nói với Tiêu Quế Đường, lão Tiêu à, tôi đã nói với Tiểu Trương rồi, xem ra giữa hai người không hay giao lưu lắm, ông đi gặp anh ta đi.
việc này không nghiêm trọng, nói vài câu là được rồi. Tiêu Quế Đường hiểu rồi, hy vọng dựa vào áp lực của Nghiêm Tân Kiến cho Trương Dương để giải quyết chuyện này không được nữa rồi, quay một vòng, cuối cùng vẫn phải đi tìm Trương Dương, tìm Trương Dương có nghĩa là phải cúi đầu trước hắn ta, Tiêu Quế Đường không muốn vậy, nhưng vì con trai, ông ta cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ mà thôi. Khi Tiêu Quế Đường tới phòng làm việc của Trương Dương, DT đang nói điện thoại, tiếng rất lớn, đừng nói là trong phòng, ngay cả ngoài hành lang đều nghe thấy, ồ, đúng vậy. Thật là giả tạo, không có kỳ cương phép nước gì hết, việc này nhất định phải xử lý nghiêm khắc, không thể tha được. Nói xong hắn cụp máy rất mạnh, thật ra là vì hắn nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Quế Đường, vì thế giả vờ như vậy, cuộc điện thoại đó thật ra chẳng gọi cho ai cả. Tiêu Quế Đường đứng một bên nghe thấy hết, không dám ngồi xuống. Trương Dương làm ra vẻ mới nhìn thấy ông ta, phó chủ nhiệm Tiêu, ông đến rồi. Tôi nghe nói ông bị thương rất nặng, đang chuẩn bị vào viện thăm ông kìa. Trong lòng Tiêu Quế Đường thầm mắng họ hàng tổ tông nhà Trương Dương, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, chủ nhiệm Trương, tôi đã kiểm tra rồi, không có việc gì lớn cả. Thế là tốt rồi, ông đứng đó làm gì? Mời ông ngồi. Tiêu Quế Đường lúc này mới nhận ra, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Trương Dương. Trương Dương cười hì hì nói, phó chủ nhiệm Tiêu tìm tôi có việc gì không? Tiêu Quế Đường gật đầu, thật ra trong lòng mọi người đều biết cả rồi, tên Trương Dương đáng ghét lại cố làm ra vẻ không biết gì, loại người này thật là vo sỉ. Tiêu Quế Đường hắng giọng rồi nói, lần này tôi đến là nói về việc thằng con hỗn hào của tôi. Trương Dương vẫn còn giả ngố, con trai ông, ai thế nhỉ? Tiêu Quế Đường thầm mắng, người giả ngố đến độ này thì thật là chẳng ra sao, nhưng giờ đây người ta đang nắm đằng chuôi. Trương Dương cố ý trêu ghẹo ông ta, Tiêu Quế Đường mím môi, trong lòng thầm nói, nhịn vậy. Ông ta thở dài nói, Tiêu Kim Sơn đó, chính là người vừa nãy đưa người đến phòng chiêu thương. Trương Dương giờ mới à ra một tiếng, là anh ta à. Đưa người xông vào cơ quan nhà nước, phó chủ nhiệm Tiêu, bình thường ông không dạy bảo anh ta sao? Dù sao thì việc phản đảng công phản cơ quan nhà nước cũng không được làm chứ. Tiêu Quế Đường không chịu nổi nữa rồi. Ông ta lớn tiếng, cái gì gọi là phản đảng phản cơ quan nhà nước à, con trai tôi là do không chịu nổi, nên mới đến đòi công bằng cho tôi, anh đừng có mà kéo vào chuyện chính trị. Trương Dương cười nói, phòng chiêu thường của chúng ta chẳng phải là cơ quan nhà nước hay sao? Anh ta đưa một toán người đến đây, ông nói xem đây là sự việc thế nào chứ? Tiêu Quế Đường nói, sự việc thế nào do anh nói là xong sao? Trương Dương nói, tôi nói cũng không xong, nhưng cảnh sát nói là xong đấy. Tòa án nói cũng xong, một người trong số họ còn mang dao vào đây, tính chất sự việc rất nghiêm trọng đó chứ. Tiêu Quế Đường nói, anh uy hiếp tôi. Trương Dương nói, cần thiết sao? Giờ đây mười mấy người ở phòng chiêu thương đều nhìn rõ cả rồi, Tiêu Kim Sơn câu kết với lũ côn đồ công kích cơ quan chính phủ nhà nước, cần nhân chứng có nhân chứng, cần vật chứng có vật chứng, tôi chỉ là nói lại tình hình mà thôi. Tiêu Quế Đường nghe vậy, ngay lập tức sợ nép vế, ông ta mím môi, trầm tư một lúc. Rồi mới thấp giọng nói, chủ nhiệm Trương, việc của Trương Duệ Dung, tôi không truy cứu nữa. Đây là nhượng bộ mà cũng là điều kiện. Trương Dương cố ý nhìn ông ta, không nói gì, mẹ kiếp chẳng phải ông lợi hại lắm sao? Chẳng phải ông thích cướp công sao? Đáng kiếp nhà ông, đáng kiếp cho ông. Hắn cố ý không nói gì. Tiêu Quế Đường thấy hắn không có phản ứng gì, cuối cùng nói, chủ nhiệm Trương, anh xem việc này. Trương Dương thở dài nói, người trẻ tuổi ai mà chẳng có lúc bồng bột cơ chứ. Mặc dù tôi không biết tại sao Trương Duệ Dung lại có xung đột với ông, nhưng tôi tin nhất định phải có nguyên nhân, mặc dù hành động của con trai ông tôi không thích, nhưng sự hiếu thuận của anh ta đáng để đồng tình. Phó chủ nhiệm Tiêu, ông đã sinh được đứa con trai tốt đấy. Trong lòng Tiêu Quế Đường thầm chửi thề, con trai tôi hiếu thuận hay không cũng đến phiên anh quản sao. Lại dám lấy việc này để uy hiếp tôi nữa. Đào lỗ để con trai tôi thụt xuống, tốt nhất là anh đừng có rơi vào tay tôi, nếu không tôi không cho anh con đường sống. Giờ đây ông ta không dám nói linh tinh, người ta đã nắm quyền chủ động, chúng ta không thể không cúi đầu. Trương Dương nói, ảnh hưởng của việc này rất xấu, những người làm lãnh đạo chúng ta phải lấy mình làm gương tốt, người nhà mình gây nên chuyện thế này, có phải nên cho các đồng chí một lời xin lỗi không, không thì về sau chúng ta còn làm lãnh đạo thế nào? Chúng ta lấy gì để làm cho quần chúng phục tùng? Tiêu Quế Đường hiểu rồi, tên này ném đá giấu tay, hắn muốn ông ta nhận lỗi trước toàn thể người trong phòng chiêu thương. Trương Dương ơi Trương Dương, giết người thì đừng dã man quá, mẹ kiếp nhà ngươi thật là quá đáng. Chương 315, giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Trương Dương không cảm thấy mình quá đáng. Dù là có quá đáng cũng là vì Tiêu Quế Đường quá đáng trước mà thôi, ông dám cướp thành tích chính trị của tôi, thật là to gan. Tiêu Kim Sơn không đắc tội hắn, làm con trai cũng phải có chút máu nóng, không thể thấy cha mình chịu nhục mà nhắm mắt làm ngơ được. Trương Dương cũng hiểu Tiêu Kim Sơn mang người đến phòng chiêu thương là để tính sổ với Trương Duệ Dung, chứ không phải là để xông vào công kích chính phủ, càng không phải là chủ nghĩa phản đảng phản xã hội, nhưng ai bảo anh là con trai của Tiêu Quế Đường, xử lý anh cũng chẳng phải vì lý do nào khác mà là vì cha anh thôi. Mặt Tiêu Quế Đường xanh lét, chủ nhiệm Trương, anh có cho tôi chút thể diện không vậy? Ông ta tức giận nói toạc móng heo. Trương Dương cười hì hì nói, thể diện là do bản thân mình cho mình chứ, có liên quan gì đến người khác đâu. Tiêu Quế Đường đứng phắt dậy, ông ta gật đầu đánh rụp, anh được lắm. Trương Dương đã cầm tách trà lên, điềm tĩnh nhấm nháp, với đối thủ như Tiêu Quế Đường, hắn ta chẳng thèm để tâm đến, đối phương không có tư cách đấu với hắn. Tiêu Quế Đường lại đến chính phủ thành phố, lần này không chỉ là ông ta, mà còn những vị phó chủ nhiệm khác cũng cùng đi theo, ông ta biết rằng Nghiêm Tân Kiến không làm gì được Trương Dương. Lần này ông ta tìm đến thị trưởng Tả Viên Triều. Những người đồng chí lão luyện này đồng loạt báo cáo tình hình với thị trưởng Tả, không làm việc được ở phòng chiêu thương nữa, vị chủ nhiệm Tiểu Trương này thật sự không hòa nhập được. Tiêu Quế Đường tức giận nói, thị trưởng Tả, đây không phải là thời cách mạng văn hóa đúng không? Sao vẫn còn có loại người như vậy tồn tại cơ chứ? Hắn đổi trắng thay đen, nhiễu loạn thị phi, làm khó chúng tôi ở tất cả ngõ ngách trong công việc, lại còn cổ vũ những người khác đối phó với chúng tôi, Trương Duệ Dung đánh tôi chính là vì hắn ta chỉ huy. Tả Viên Triều cũng nghe chuyện xảy ra ở phòng chiêu thương, thầm nghĩ Trương Dương thật là không biết lo lắng gì hết, vừa về cương vị công tác chưa được mấy ngày, đít quần còn chưa phủi sạch bụi mà đã tiếp tục gây chuyện. Tả Viên Triều biết rằng đám người này có mâu thuẫn với Trương Dương từ lâu, nhưng lần này giọt nước tràn ly, làm cho cả thể chế Giang Thành ai nấy đều biết cả, một người nhân viên bình thường mà lại đánh cả Tiêu Quế Đường, con trai Tiêu Quế Đường dẫn người đến đòi công lý cho cha, kết quả chưa đòi được gì mà đã bị công an bắt đi rồi. Tả Viên Triều nói, lão Tiêu à, việc này là trách nhiệm của thị trưởng Nghiêm mà. Đã đến lúc này, thì Tả Viên Triều còn muốn đẩy cho người khác. Tiêu Quế Đường nói, thị trưởng Tả, tôi biết ông bận, nhưng bên thị trưởng Nghiêm tôi đã tìm rồi, Trương Dương là ai cơ chứ? Ông biết rõ rằng, cả cái Giang Thành này hắn ta có coi ai ra gì đâu. Thị trưởng Nghiêm nói hắn ta không nghe, tôi cũng chẳng còn cách nào nữa rồi. Tiêu Quế Đường tôi là một đảng viên lão thàn, từ 20 tuổi đã tham gia công tác. Tôi rất chăm chỉ, tôi xứng đáng với đảng, xứng đáng với nhân dân, cách sống làm người của tôi xứng đáng với lương tâm tôi. Tôi biết rằng giờ đây đang đề xướng việc trẻ hóa cán bộ, người trẻ tuổi có điểm mạnh của họ. Từ khi Trương Dương đến phòng chiêu thương, tôi thật lòng dốc sức hợp tác với hắn ta trong công việc, nhưng hắn ta đã làm gì cơ chứ? Hắn ta triệu tập một đám vô thử vô thực vào làm, việc hắn muốn là đẩy đám cán bộ già chúng tôi ra, con bé Trương Duệ Dung đó còn không có biên chế chính thức, mà hắn dám đưa cô ta xuất ngoại. Chẳng phải là vì giữa họ có quan hệ ám muội ư? Trong thời gian hắn giả bệnh, mấy đồng chí già chúng tôi khó khăn lắm với xử lý thuận lợi được công việc ở ban chiêu thương, không ngờ điều đó cũng đắc tội với hắn, Trương Duệ Dung đánh tôi trước mặt mọi người là do hắn xúi bẩy cả. Khi người ta đã không thèm quan tâm đến thể diện nữa thì cũng chẳng còn kiêng cữ điều gì. Tả Viên Triều trao trao mày, ông nghe ra sự phóng đại của Tiêu Quế Đường trong đó, có điều có vài việc nhất định là sự thật, với Tả Viên Triều. Việc này cũng không phải là việc gì lớn, mâu thuẫn trong nội bộ cán bộ thì tự nội bộ cán bộ giải quyết với nhau, không cần thiết phải làm to ra để tất cả mọi người trong Giang Thành đều biết, ông an ủi đám người của Tiêu Quế Đường, rồi bảo họ đi về. Tả Viên Triều nghĩ một lúc, vẫn không trực tiếp đi tìm Trương Dương, ông ta gọi điện cho Phó Thị trưởng Nghiêm Tân Kiến, bảo Nghiêm Tân Kiến mau tìm cách xử lý việc này, phòng chiêu thương đã đưa cho Nghiêm Tân Kiến quản lý, thì xảy ra việc gì đương nhiên phải tìm ông ta. Tả Viên Triều là thị trưởng của Giang Thành không có nhiều hơi để quản chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nghiêm Tân Kiến nghe nói việc này đã lan đến tận chỗ của Tả Viên Triều, thật sự có chút đau đầu, ông ta rõ ràng đã nói chuyện với Trương Dương rồi, nhưng tiểu tử này không sợ trò đó của ông ta, trong lòng Nghiêm Tân Kiến hơi khó chịu, khi ông ta gọi điện cho Trương Dương lần nữa, lộ ra vẻ tức giận, tiểu Trương à, thế được rồi đấy, việc này mà làm lớn ra chẳng có lợi cho ai đâu. Giờ đây đám người của lão Tiêu đã cáo trạng lên thị trưởng Tả rồi, nếu như không mau giải quyết việc này, họ nhất định sẽ báo cáo lên cấp trên tiếp. Trương Dương hiểu rằng nhất định Tả Viên Triều đã nói với Nghiêm Tân Kiến, hắn cười nói, thị trưởng Nghiêm à, thật ra yêu cầu của tôi cũng không quá đáng mà, bảo Tiêu Quế Đường có một lời với toàn thể công nhân viên chức, con trai ông ta kéo người đánh đến phòng chiêu thương,
giờ đây trong thể chế của Giang Thành có ai là không đang đợi xem chuyện vui của chúng tôi cơ chứ? Nghiêm Tân Kiến thầm mói giờ đây bị mọi người cười chính là cha con Tiêu Quế Đường, cha bị đánh, con trai lại bị anh gọi công an đến bắt. Giờ đây mà anh còn không chịu tha cho người ta, Nghiêm Tân Kiến nói, Trương Dương, tôi thấy thôi đi, lão Tiêu lớn tuổi thế này rồi, phải cho người ta chút thể diện chứ, anh cứ coi như là nể mặt tôi đi, việc này chỉ đến đây thôi. Nghiêm Tân Kiến đã nói đến nước này, Trương Dương cũng chỉ có thể gật đầu, có điều Trương Dương cũng có một điều kiện, Tiêu Quế Đường ông không xin lỗi công khai cũng được, nhưng nghỉ ốm ở nhà mấy ngày cho tôi. Tiêu Quế Đường bảo lãnh con trai từ sở cảnh sát ra, ông ta đã nhận được điện thoại của Nghiêm Tân Kiến, bảo ông ta nghỉ ngơi mấy ngày, Tiêu Quế Đường hiểu ý đó, lãnh đạo đang làm cho cân bằng, ông ta càng rõ ràng ý của Trương Dương muốn nhân cơ hội này hất ông ta ra khỏi phòng chiêu thương, những ngày tháng Trương Dương nghỉ phép, Tiêu Quế Đường rất phong độ, giành không ít thành tích chính trị, giờ đây ăn của hắn ta bao nhiêu lại phải nhổ ra bấy nhiêu. Tiêu Quế Đường rất chán trường, ông ta không phải là người không chịu thua được, nhưng việc này thất bại thật nhục nhã quá. Mình bị một con nha đầu đánh thì cũng thôi, ngay cả con trai cung bị dắt đi sở cảnh sát, suýt nữa bị gắn cho cái mác phản đảng phản chính quyền. Trương Đại Quan mở cuộc họp đầu tiên từ khi hắn ta trở lại làm việc, mấy vị phó chủ nhiệm đều không nói gì, trước đó, khi Trương Dương nghỉ phép, họ đều được ăn hôi mấy ngày, nhưng những ngày tháng đó chưa kéo dài được bao lâu, giờ lại phải trở về nguyên dạng. Kết cục của Tiêu Quế Đường bọn họ đều thấy cả, ai nấy đều xanh mặt. Không thể không xem lại thực lực của Trương Dương, giờ đây phòng chiêu thương, phòng cải cách xí nghiệp đều do người ta làm chủ, hơi có chiều hướng kẻ theo ta thì sống, kẻ phản ta thì chết. Trương Dương cầm tờ diễn thuyết lên, ánh mắt nhìn một lượt nhân viên tham dự, hôm nay Thường Lăng Phong cũng đến, vốn anh ta chẳng bị bệnh gì. Theo dõi tình hình của phòng chiêu thương từ đầu đến cuối, xảy ra chuyện lớn thế này, đương nhiên không thoát khỏi mắt anh ta. Trương Dương nói, tôi về rồi. Lời ngắn ý sâu, Trương Dương tôi đã về rồi, từ ngày hôm nay, phòng chiêu thương này tôi nói là trên hết. Mã Đức Hoa vỗ tay đầu tiên, những nhân viên khác cũng vỗ tay theo. Mã Đức Hoa cũng không biết tại sao lại vỗ tay, nhưng chỉ cần chủ nhiệm Trương nói, là nên vỗ tay. Trương Dương rất hài lòng với tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn hắng giọng, từ ngày tôi đảm nhiệm công tác ở phòng chiêu thương, thành tích của mọi người đáng để khẳng định, sự nỗ lực của mọi người tôi đã nhìn thấy, có thể nói rằng, chúng ta đang bước trên bước đường phát triển, nhưng, trong thời gian tôi nghỉ ốm, xảy ra một số chuyện làm cho người ta không vui, vì một vài người có dụng tâm khác, nên công việc của chúng ta xuất hiện tình trạng đình trệ, điều này làm tôi rất đau lòng. Nói đến đây, hắn dừng một lúc, nhấc cốc trà lên, tên này đã ở trên quan trường từ lâu, cũng có một vài thói quen. Khi họp hành không thể thiếu cốc trà, dừng một cách thích hợp có thể làm cho người nghe chú ý. Trương Dương trước đó rất ghét họp hành, có điều lúc đó là ngồi ở bên dưới, khi hắn ta thật sự bước lên đài chủ tịch, mới biết rằng tại sao lãnh đạo đều thích họp cả. Khi anh trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, khi nhất cử nhất động của anh đều được mọi người chú ý đến, khi anh có thể khống chế được cảm xúc của người khác, khi tình cảm của người nghe cũng phải thấp thỏm theo tâm trạng của anh, cái cảm giác đó mới thật là sung sướng làm sao. Sau khi Trương Dương nói xong, nhường lời lại cho Thường Lăng Phong, công tác cụ thể do Thường Lăng Phong phụ trách, nhiệm vụ của Trương Đại Quan là lo toàn cục. Khi Thường Lăng Phong bố trí công việc cụ thể, Trương Dương ngồi ở một bên, nhưng óc hắn đã bay ra ngoài rồi, không ngờ lần này quét Tiêu Quế Đường đi dễ dàng đến vậy, vốn hy vọng đợi một thời gian nữa, khi tìm ra lỗi của ông ta sẽ đối phó với ông ta, không ngờ tự ông ta đã đưa cơ hội này lên rồi, nếu xét về nguồn gốc vấn đề, thì vẫn phải cảm ơn Trương Duệ Dung. Nếu không phải là vì cái tát của cô ta, thì cũng không có việc Tiêu Kim Sơn đưa người đến lão thị ủy, mình cũng không có lý do đối phó với Tiêu Quế Đường. Đến tận khi Thường Lăng Phong mời hắn lên nói ý kiến, Trương Dương mới tỉnh lại từ mớ suy nghĩ hỗn tạp, hắn ngỡ ngàng, a. Thường Lăng Phong biết rằng hắn đang không chú ý, cười nói, chủ nhiệm Trương, anh thấy công việc của chúng tôi sắp xếp như vậy có được không? Được, rất tốt, Trương Dương không hề nghe thấy anh ta nói gì, có điều đáp lại rất vui vẻ. Tán đồng vô điều kiện ý kiến của Thường Lăng Phong. Sau khi kết thúc hội nghị, Thường Lăng Phong cùng Trương Dương về phòng làm việc của hắn, nói chủ nhiệm Trương, bên Đức Quốc đã có tin rồi, tập đoàn Đức Hải đã quyết định đầu tư Giang Thành, tháng này họ sẽ đến ký hợp đồng. Trương Dương cười nói, cũng có nghĩa là, Lam Tinh và Hải Đức đều xong cả rồi. Thường Lăng Phong gật đầu nói, không vấn đề gì, chủ nhiệm Trương đúng là một người xuất chúng về chính trị. Trương Đại Quan mặt đầy vui vẻ, đều là công lao của anh cả. Thường Lăng Phong cười nói, tôi không có nhiều bản lĩnh vậy,
Lam Tinh là do anh giành được, lần trước trong sự kiện ngộ độc thực phẩm của Hải Đức, nếu không phải là anh, thì đừng nói đến ký hợp đồng, người ta nói không chừng sẽ cáo trạng lên trên nữa kìa, chủ nhiệm Trương thật là lợi hại. Trương Dương nói, anh đừng có nịnh hót tôi như vậy, tôi hơi choáng váng rồi đấy. Thường Lăng Phong nói, tôi chỉ là nói sự thật mà thôi. Trương Dương ngồi trên chiếc ghế, nói thật, lần này nếu không phải là Tiểu Trương đánh Tiêu Quế Đường tát, việc của phòng chiêu thương thật sự là không dễ giải quyết. Nhắc đến Trương Duệ Dung, ánh mắt của Thường Lăng Phong lộ ra vẻ không nỡ rời, từ tận đáy lòng, anh ta có cảm tình với Trương Duệ Dung, có thể nói rằng trong phòng chiêu thương, anh ta là người không muốn Trương Duệ Dung khởi khỏi nhất. Trương Dương nhìn Thường Lăng Phong đầy hàm ý, đã không muốn người ta đi, thì tại sao lại không nói với cô ấy chứ? Thường Lăng Phong nói, tôi đã nói với anh rồi mà, tôi không muốn làm lỡ tiền đồ của người ta. Trương Dương nói, tôi thật là nản đấy, anh là người thông minh như vậy, tại sao lại hàm hồ trong việc này như thế? Thường Lăng Phong cười nói, vậy thì anh gợi ý cho tôi làm thế nào đi? Trương Dương nói, anh có cảm thấy Trương Duệ Dung là một người con gái xuất sắc không? Thường Lăng Phong nghĩ một chút, rồi gật đầu, thật sự là rất tốt. Trương Dương nói, thế giới này có rất nhiều người con gái, nhưng những người con gái xuất sắc thật sự là không nhiều, đó là điều mà chúng ta thường nói, sói nhiều thịt ít, anh nhớ đến cô ấy, người khác cũng nhớ đến cô ấy, anh không ra tay, thì nhất định sẽ có người khác to gan hơn anh ra tay, đợi đến khi người ta ra tay rồi, nếu như đạt được cô ấy, thì đến lúc đó anh hối hận không còn kịp nữa. Thường Lăng Phong nghe logic Trương Dương nói, cười ha ha lên, anh ta lắc đầu, theo logic của anh, thì cứ gặp phải người con gái xuất sắc là phải đi theo đuổi ngay, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Trương Dương cười nói, giết nhầm còn có thể làm lại được, nhưng nếu bỏ sót, thì chỉ có thể hối hận mà thôi. Thường Lăng Phong lại thở dài, cảnh giới này của anh tôi không bao giờ đạt đến được, cũng không hiểu. Trương Dương nói, nhân cơ hội Trương Duệ Dung còn chưa rời khỏi Giang Thành, anh vẫn còn cơ hội, dù là anh không nỡ ra tay, thì cũng phải để cho cô ấy biết. Biết điều gì? Biết rằng trong tim anh nhớ đến cô ấy, biết rằng anh thích cô ấy. Ánh mắt của Thường Lăng Phong đầy do dự. Trương Dương nói, tôi không đuổi kịp anh về mặt kinh tế, nhưng về vấn đề tình cảm, anh có chạy ngựa cũng không đuổi kịp tôi. Nghe tôi đi, đi tìm Trương Duệ Dung, trong lòng anh nghĩ điều gì, thì nói với cô ấy điều đó. Có cần tôi tạo cho hai người một cơ hội, bày vẽ tiệc tùng gì đó không? Thường Lăng Phong lắc đầu, chủ nhiệm Trương, nếu như không có việc gì khác nữa, thì tôi về trước đây. Trương Dương nhìn lưng anh ta lắc đầu, nói lớn, Thường Lăng Phong, đừng có trách anh em không nhắc nhở anh nhé, thời cơ qua rồi không lấy lại được đâu, giờ đây không ra tay, về sau hối hận cũng đã muộn rồi. Thường Lăng Phong không nói gì, trên miệng nở một nụ cười. Sau khi Trương Dương về đến Giang Thành, rất nhanh đã khôi phục lại cuộc sống bình thường như trước, buổi chiều ngày thứ bảy, như thường lệ hắn đến phòng tập đấm bốc cùng tập với Vinh Bằng Phi, Đỗ Vũ Phong. Thiên phú của Trương Đại Quan về mảng thể dục được mọi người công nhận, giờ đây rất ít người ra tay đấu với hắn, không những hắn đánh nhanh, mà còn lực lớn, không ai là đối thủ của hắn cả. Khi không có đối thủ hắn cũng buồn, vì thế Trương Dương rất nhanh chuyển dịch sự hứng thú lên chỗ khác, ví dụ như là bóng bàn, tennis. Ở thời đại này, môn thể thao tennis không phổ biến bằng môn bóng bàn, Trương Dương đánh tennis là để cùng với An Ngữ Thần mà thôi, mặc dù An Ngữ Thần gọi hắn là sư phụ. Nhưng về mặt tennis, An Ngữ Thần lợi hại hơn hắn rất nhiều, có điều, Trương Dương dựa vào ưu thế của việc phát bóng, cũng đánh hòa với An Ngữ Thần. Hai người đánh vài ván, An Ngữ Thần xua xua tay nói, nóng chết đi được, nghỉ một chút đi. Trương Dương rất khỏe, hắn không thấy mệt, cười nói, cô nghỉ đi, tôi đi sang chỗ tập quyền anh chơi một chút, lâu lắm không tỉ thí với lão Đỗ rồi. An Ngữ Thần nói, thật không biết anh lấy ở đâu ra lắm sức lực đến thế. Khi nói chuyện, thấy Kiều Mộng Yên, Thời Duy và Từ Gia Dũng cầm vợt vào, họ cũng thường xuyên đến đây tập thể dục. Từ Gia Dũng nhìn thấy Trương Dương, trong lòng hừ một tiếng, lần trước Trương Dương mượn cớ phát bóng suýt đập cho hắn gần chết, quả nhiên Từ Gia Dũng là người thù dai. Kiều Mộng Yên và Thời Duy cũng còn nhớ, thứ Kiều Mộng Yên nghĩ đến trước tiên là, hôm nay nói gì cũng không để cho Trương Dương và Từ Gia Dũng đánh bóng tennis. Kiều Mộng Yên chào An Ngữ Thần. Trương Dương cười hà hà bước đến trước mặt Từ Gia Dũng, đến đánh tennis đi. Cùng chơi nào. Từ Gia Dũng biết hắn gây trò, trong lòng không phục thua, nhưng nghĩ đến tốc độ phát bóng lần trước của Trương Dương, vẫn hơi sờ sờ, trước mặt mấy vị mỹ nữ này không thể thất thế được, Từ Gia Dũng nói, được thôi. Kiều Mộng Yên nói, chúng ta đánh theo lượt đi,
tôi đánh với Gia Dũng trước. Anh ra đánh với Thời Duy đi. Kiều Mộng Yên rất thông minh, cô sợ rằng Trương Dương lại mượn cớ đánh tennis đánh trộm từ Gia Dũng, vì thế đã để ra việc đánh tuần hoàn, mình đánh với Từ Gia Dũng, thế này cô chỉ cần để tâm đến kết quả trận đấu của Trương Dương và Thời Duy, có thể tránh được việc trực tiếp đánh của Trương Dương và Từ Gia Dũng. Sự sắp xếp đó của Kiều Mộng Yên ai cũng nhận ra, cô muốn tốt cho Từ Gia Dũng, nhưng Từ Gia Dũng rất khó chịu, Kiều Mộng Yên làm như vậy, rõ ràng là nói hắn ta không phải đối thủ của Trương Dương, nghĩ anh ta là một kẻ yếu đuối, Từ Gia Dũng cảm thấy bị hạ nhục, anh ta điềm đạm nói, tôi đánh với Trương Dương. Thời Duy nói, để tôi, ai cũng bảo anh ta phát bóng lợi hại, tôi thử xem thế nào. Lúc quan trọng cô ta cũng muốn giải vây cho Từ Gia Dũng. Trương Dương trong lòng thầm cười, đánh tennis mà cũng làm cho Từ Gia Dũng khiếp đến vậy, tên này lấy gì đấu với mình cơ chứ? Thật ra lần này hắn sẽ không dùng tennis để đánh trộm Từ Gia Dũng, việc giống nhau làm một lần người ta gọi là ngẫu nhiên, nhưng làm lần thứ hai thì là cố ý rồi, Trương Đại Quan không sử dụng một thủ đoạn đến lần thứ hai. Hắn nói với Thời Duy, trình độ của cô không được đâu, tôi đánh với Tổng Giám Đốc Kiều đi. Kiều Mộng Yên chỉ muốn hắn chọn mình làm đối thủ, dù sao thì hắn không nhăm nhe vào Từ Gia Dũng là được. An Ngữ Thần đánh bóng đã mệt, ngồi một bên nghỉ ngơi, bốn người họ phân thành hai đội, cùng thi đấu. Khi Trương Dương đánh với Kiều Mộng Yên, đương nhiên sẽ không dã man như đánh với Từ Gia Dũng, gần như không dùng lực quá lớn, cảnh đánh bóng rất hòa bình, thậm chí còn hơi dịu dàng một chút. Kiều Mộng Yên rất nhanh đã hối hận rồi, cô phát hiện ra rằng Trương Dương càng ngày càng vô liêm sỉ. Đúng thế, là vô liêm sỉ, trước khi đánh mạnh, hắn còn giả bộ nói một tiếng, Kiều tiểu thư, cẩn thận đó. Trên mặt còn lộ ra vẻ quan tâm nữa chứ. Sắc mặt của Từ Gia Dũng ngày càng khó coi. Hắn biết rằng Trương Dương đang cố tình nói to để hắn nghe, tên này đang cố tình chọc giận hắn. Thời Duy bị những lời nói của Trương Dương làm cho phát bực, nói anh có đánh bóng cho tử tế được không hả? Kêu như đàn bà vậy. Trương Dương cười, quả nhiên một quả bóng rất hiểm hóc bay ra, khi Kiều Mộng Yên cứu bóng không cẩn thận ngã ra mặt đất, chiếc vợt bay ra một bên, hai đôi lông mày chiếu vào với nhau, một lúc sau cô ta mới đứng dậy. Từ Gia Dũng và Thời Duy đều chạy lại, Thời Gia Dũng đỡ Kiều Mộng Yên đậy nói, Mộng Yên, em không sao chứ? Kiều Mộng Yên cắn chặt môi tỏ vẻ rất đau, thật ra cô chẳng sao cả, vừa nãy ngã xuống đất cô cố ý đóng giả. Cô ta không muốn Từ Mộng Yên tức vì Trương Dương, càng không muốn bị Trương Dương lợi dụng. Trương Dương là người chạy đến cuối cùng, sao thế? Thời Duy trừng mắt với hắn, anh còn hỏi à? Sao ai đánh bóng với anh cũng bị thương vậy? Kiều Mộng Yên lắc đầu, thôi, là tự tôi không cẩn thận, mọi người đừng trách Trương Dương. An Ngữ Thần nói, có cần phải đi bệnh viện không? Kiều Mộng Yên trong lòng biết rõ không sao, nhẹ nhàng nói, tôi nghỉ một chút là được thôi. Thời Duy và Từ Gia Dũng cùng đỡ cô ngồi sang một bên. Ánh mắt của Trương Dương rất nhanh nhạy, từ động tác ngã vừa rồi của Kiều Mộng Yên hắn đã nhìn ra chút gì đó, đoán được rằng Kiều Mộng Yên không muốn bị mình lợi dụng nữa, sợ Từ Gia Dũng hiểu lầm nên mới làm như vậy. Trong lòng hắn cũng thấy áy náy, dù sao thì Kiều Mộng Yên không làm gì đắc tội với hắn, hắn chỉ muốn chọc ghẹo Từ Gia Dũng là thôi, rồi lôi cả Kiều Mộng Yên vào chuyện này. Trương Dương nói, xin lỗi, tôi ra tay thật mạnh quá. Hay là tôi đưa cô đi bệnh viện xem thế nào? Kiều Mộng Yên đáp, không cần đâu, thật đó, tôi nghỉ một lúc là ổn thôi, mọi người chơi tiếp đi. Thời Duy nói, ai mà còn dám đánh bóng với anh nữa chứ, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa kìa. Trương Dương nói, được, tôi thấy rồi, tôi trở thành kẻ địch của công dân rồi, tôi đi vậy, mọi người chơi đi, về sau sẽ liên hệ với mọi người sau, buổi tối nay tôi mời cơm. Coi như là cho tôi cơ hội chuộc lỗi, được không? Kiều Mộng Yên cười đáp, tôi không cho anh cơ hội này được rồi, buổi tối tôi còn có việc. Vậy thì hôm khác vậy, Trương Dương vỗ vai Từ Gia Dũng rất hữu hảo, rồi nói, tôi đi đây. Từ Gia Dũng cười gật đầu, nhưng sau khi Trương Dương vừa đi khỏi, mặt anh ta lại xa sầm xuống. Kiều Mộng Yên tưởng rằng anh ta lo lắng cho mình, nói nhỏ, em không sao, được rồi, chân không còn đau nữa. Cô đứng dậy, quay mấy vòng. Từ Gia Dũng hừ một tiếng, em diễn thật hay đấy, anh còn tưởng em bị thật kìa. Kiều Mộng Yên thấy ngữ khí của anh ta là lạ, nhẹ nhàng nói, em sợ anh nghĩ linh tinh nên mới. Câu nói vô tình này của Từ Mộng Yên đã chạm đúng vào dây thần kinh mẫn cảm của Từ Gia Dũng, đột nhiên anh ta hét tướng lên, tại sao anh phải nghĩ linh tinh kia chứ? Trong mắt em anh lại hẹp hòi vậy sao? Kiều Mộng Yên chết đứng ở đó.
Gương mặt của Từ Gia Dũng trở nên đỏ au, hắn gật đầu nói, anh về trước đây, hai người tự về sau đi. Thấy điệu bộ tức giận của Từ Gia Dũng, trong lòng Kiều Mộng Yên thấy cay cay, cô ngước đầu lên, cố ngăn dòng nước mắt chảy xuống, Thời Duy không chịu được nữa, cô gọi, Từ Gia Dũng, anh có phải là đàn ông không? Anh dựa vào đâu mà hét lên với chị họ tôi chứ? Kiều Mộng Yên nghiêm giọng nói, Thời Duy, em quay lại đây ngay. Thời Duy đến bên cạnh chị họ, đau lòng nhìn gương mặt trắng bệnh của cô, nhẹ nhàng nói, chị à, chị đối tốt với anh ta vậy, anh ta có tư cách gì to tiếng với chị chứ? Kiều Mộng Yên thò tay nắm lấy tay Thời Duy, bàn tay của cô giá lạnh, giống như tâm hồn cô lúc này vậy, Kiều Mộng Yên nhỏ giọng nói, chúng ta về đi. Ô, An Ngữ Thần nhìn Trương Dương rất không vui, Trương Dương bị ánh mắt của cô làm cho mất tự nhiên, ho vài tiếng nói, sao lại nhìn tôi như vậy? An Ngữ Thần nói, anh làm tôi thất vọng lắm. Trương Dương nói, thất vọng cái gì? Trước kia tôi tưởng rằng anh mặc dù không có văn hóa gì, làm việc bộp chộp, nhưng là người thẳng tính, nhưng hôm nay tôi phát hiện ra, anh giống với rất nhiều người khác, cũng giả tạo vậy thôi. Nhà đầu, tôi là sư phụ của cô nói với tôi như vậy à? An Ngữ Thần nói, tôi không biết giữa anh và Từ Gia Dũng có thủ oán gì, nhưng lợi dụng một người con gái để công kích người khác chẳng phải là rất đê tiện hay sao? Ai cũng đều nhìn ra, anh đang lợi dụng Kiều Mộng Yên. Trương Dương lạnh lùng nói, cô đã nhận ra, thì Từ Gia Dũng cũng nhận ra, nếu như lòng anh ta rộng lượng, thì nên cười mới đúng. An Ngữ Thần nói, dù thế nào, anh lợi dụng Kiều Mộng Yên là không đúng, việc giữa anh và Từ Gia Dũng, không nên làm liên lụy đến cô ấy, anh đã từng nghĩ rằng, nếu như người khác đối phó với anh, lại lợi dụng người nhà anh, người yêu anh, thì anh sẽ nghĩ thế nào? Trương Dương đột nhiên đạp phanh, hắn nhìn An Ngữ Thần nói, con người anh ta không đơn giản, có rất nhiều mục đích. Tôi phải chọc tức anh ta, để anh ta lộ ra chân tướng thật sự. Nhưng anh đã từng nghĩ rằng, điều này sẽ làm tổn thương Kiều Mộng Yên chưa? Trương Dương im lặng không nói gì. An Ngữ Thần nhìn Trương Dương nói, anh đã không thích cô ấy, thì cần thì phải gây sự với cô ấy kia chứ. Anh đã từng nghĩ đến cảm giác của người khác chưa? Khi nói ra câu này, trong lòng cô ấy run run, vội vàng quay đầu đi, nhìn vào bên ngoài cửa kính xe. Trương Dương rơi vào trạng thái lặng yên. Nếu như An Ngữ Thần không nói ra câu này, hắn không ý thức được thủ đoạn của hắn với Từ Gia Dũng có gì không đúng. Từ khi hắn bắt đầu nghi ngờ những việc bên cạnh mình có liên quan đến Từ Gia Dũng, hắn đã bắt đầu có ý đồ lợi dụng Kiều Mộng Yên để làm hắn tức. Nhưng An Ngữ Thần làm hắn đột nhiên ý thức được, hắn làm như vậy thật sự là tàn nhẫn đối với Kiều Mộng Yên. Dù là Từ Gia Dũng tốt hay xấu, tình cảm của Kiều Mộng Yên với anh ta cũng không thể trách được. Tình cảm không thể dùng lý lẽ để giải thích. Giống như Thường Lăng Phong cũng không tìm được lý do tại sao lại thích Trương Duệ Dung, tính anh ta rất hướng nội, hỉ nộ ái ố đều không biểu lộ ra ngoài, mặc dù cũng gặp phải mấy lần tình cảm, nhưng cuối cùng đều vì sự lạnh lùng của anh ta mà kết thúc. Lần này không giống vậy, sức sống tuổi trẻ của Trương Duệ Dung đã làm ảnh hưởng đến anh ta, Thường Lăng Phong rất hy vọng Trương Duệ Dung ở lại, sau khi nói chuyện với Trương Dương, trải qua biết bao do dự. Cuối cùng Thường Lăng Phong cũng đưa ra quyết định. Khi đi tìm Trương Duệ Dung, cô đang định ra ngoài, trong tay còn cầm chiếc vali hành lý, điều đó có nghĩa cô đang chuẩn bị rời khỏi Giang Thành. Thường Lăng Phong bước lên trước, nhẹ giọng nói, Tiểu Trương. Trương Duệ Dung ngạc nhiên nhìn Thường Lăng Phong, với Thường Lăng Phong cô rất khâm phục, Thường Lăng Phong xuất thân từ làm kinh tế, nhưng trên người anh không có cái dung tục của những người chợ búa thường thấy. Giờ đây ở trong quan trường, lại không sự xảo quyệt ở trong anh, Thường Lăng Phong học thức uyên bác, lại lắm tài, giống như một người vô hình siêu nhiên vậy. Là người duy nhất Trương Duệ Dung khâm phục ở Giang Thành này. Vì vậy Trương Duệ Dung nghe thấy Tiêu Quế Đường nói xấu Thường Lăng Phong, không chịu nổi nên ra tay. Trương Duệ Dung cười nói, chủ nhiệm Thường, đến tiễn tôi ư. Thường Lăng Phong nhìn chiếc vali trong tay cô, trong lòng rất thất vọng, nhẹ nhàng nói, vốn định mời cô ăn cơm, để tiễn cô, nhưng không ngờ, cô lại đi vội vã đến thế. Trương Duệ Dung nói, tôi gây chuyện ở Giang Thành, đi là thượng sách, đỡ phải có hậu quả. Thường Lăng Phong cười nói, cũng được, anh ta giơ tay đỡ lấy chiếc vali của Trương Duệ Dung, Trương Duệ Dung cũng chẳng khước từ, nhìn anh ta đặt vali vào đằng sau xe. Trương Duệ Dung ngồi xuống ghế, đưa tôi đến bến tàu hỏa, còn một tiếng nữa là tàu chạy rồi. Thường Lăng Phong gật đầu, khởi động máy, lúc nào anh ta cũng tỏ ra trấn tĩnh, dù là trong lòng đang rất nhiều cảm xúc, nhưng anh ta vẫn như vậy, yên lặng như mặt hồ không gợn sóng. Trên xe rơi vào trạng thái yên lặng. Trương Duệ Dung lên tiếng trước, cảm ơn anh đã tiễn tôi. Thường Lăng Phong điềm đạm,
người phải nói cảm ơn là tôi mới đúng, phiền toái lần này là do tôi gây nên. Trương Duệ Dung cười nói, tôi đánh Tiêu Quế Đường vì ông ta nói xấu sau lưng anh, đương nhiên, tôi đã không thích ông ta từ lâu rồi, nghĩ đi nghĩ lại, dù sao mình cũng đã từ chức, không cần phải có bất cứ kiêng kỵ gì với ông ta nữa, có thù báo thù, tôi tát ông ta hai nhát. Thường Lăng Phong bị cảm xúc của Trương Duệ Dung ảnh hưởng, anh ta cười ha ha nói, hai cái tát này của cô tất cả người ở Giang Thành đều biết, Tiêu Quế Đường mất hết cả thể diện rồi. Trương Duệ Dung nói, người phải cảm ơn tôi nhất là Trương Dương, vì tôi đánh Tiêu Quế Đường làm anh ta có việc, anh ta lợi dụng việc con trai Tiêu Quế Đường đến gây chuyện, xử lý cho cả hai cha con Tiêu Quế Đường một trận, giờ đây phòng chiêu thương không ai dám phản lại anh ta nữa rồi. Thường Lăng Phong cười nói, thật ra từ trước tới giờ Trương Dương chưa từng coi Tiêu Quế Đường là đối thủ. Trương Duệ Dung nói, tôi thật sự không hiểu, anh là một người tử tế, sao lại ở cùng với tên ác ma Trương Dương nhỉ? Thường Lăng Phong cười nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, tôi và anh ta đã có giao ước với nhau rồi. Giao ước gì? Thường Lăng Phong cười không nói gì. Trương Duệ Dung nói, có anh giúp anh ta, phòng chiêu thương này nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Hai người một văn một võ, toàn là những nhân tài khó kiếm. Thường Lăng Phong nhẹ nhàng nói, cô cũng là nhân tài, phòng chiêu thương của Giang Thành thật sự ắt có tiền đồ, tại sao cô không ở lại phát triển tiếp? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 315.